Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Chương 541, kế hoạch của Mỹ Nhi. Tôn gia biết rất rõ những việc làm của Tôn Bác Văn, nhưng bọn họ không ngờ Mỹ Nhi còn sống quay về thủ đô. Mỹ Nhi đột nhiên quay về thủ đô và tiếp quản thiên tổ, điều này làm cho Tôn gia không kịp trở tay, sau đó bọn họ mới sử dụng chiêu thức đáng xấu hổ. Hầu Tiểu Thất nói bằng giọng khinh thường. Bọn họ liều chết cũng không thừa nhận, bọn họ nói Tôn Bác Văn căn bản không ám sát Mỹ Nhi. Đúng là không đáng mặt làm đàn ông, dám làm không dám chịu, làm tôi trước đó còn coi Tôn Bác Văn kia có chút bản lĩnh. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói, tiểu tử Tôn Bác Văn kia lần trước ngăn cản hắn xử lý Phương Dĩnh, lần này còn ám sát cả vợ bảo bối của hắn. Hơn nữa tên khốn này ra tay mà không dám nhận, đúng là quá ác liệt, Hạ Thiên đã quyết định nếu gặp Tôn Bác Phú kia ở đâu thì sẽ xử lý ngay. Hạ Thiên nói đúng, lần này Tôn gia đúng là quá xấu hổ, đường đường là một trong tứ đại gia tộc nhưng dám làm mà không dám nhận, hoàn toàn không có khí độ của đại gia tộc, ngay cả tôi cũng xem thường bọn họ. Hầu Tiểu Thất rất đồng ý với lời nói của Hạ Thiên. Chưa nói đến vấn đề bọn họ không thừa nhận, hơn nữa còn kiếm đâu ra vài tấm hình chứng tỏ tối trung thu Tôn Bác Văn đã về thủ đô. Mị Nhi không có chứng cứ gì sao? Mộc Hàm không khỏi mở miệng hỏi. Hầu Tiểu Thất có chút bất đắc dĩ. Tối đó Mị Nhi chỉ có một mình, khi đó tôi có mặt ở Giang Hải nhưng không ở cùng cô ấy. Nhưng hôm đó tôi cũng xem như may mắn, nếu tôi có mặt thì cũng không sống đến hôm nay, hơn nữa sợ rằng sẽ liên lụy đến Mị Nhi. Khi đó là một mình Mị Nhi thì sẽ miễn cưỡng chạy thoát. Hầu Tiểu Thất dừng lại một chút rồi nói thêm. Tóm lại bây giờ Tôn gia đã không thừa nhận, địa tổ cũng thề thốt phủ nhận, Mị Nhi bên này không có căn cứ chính xác, vì vậy không có biện pháp nào để bắt giữ Tôn Bác Văn. Mặt khác Mị Nhi bây giờ đang tập trung lực lượng tìm tổ trưởng, vì vậy cũng không có tâm tư quan tâm đến Tôn Bác Văn. Cứ như vậy mà buông tha cho Tôn gia sao? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Tuy nàng không hiểu rõ toàn bộ quá trình nhưng có thể đoán ra được, Mị Nhi gặp ngộ sát, thật ra trước đó nàng cũng từng bị tập kích, có lẽ đó là hành vi của Lý gia, mục tiêu cuối cùng của bọn họ tất nhiên cũng chỉ có một người, đó chính là Hạ Thiên. Vì vậy lúc này trong mắt Mộc Hàm thì Tôn gia đã là kẻ địch của Hạ Thiên, đã là kẻ địch của Hạ Thiên thì sẽ là kẻ địch của nàng, vì vậy nàng cảm thấy không nên buông tha cho Tôn gia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hầu Tiểu Thất khẽ hừ một tiếng. Điều này sao có thể? Nếu ám sát người thiên tổ mà không có chuyện gì, sau này thiên tổ lấy đâu ra uy tín? Trước nay thiên tổ đều là kẻ chỉ huy của địa huyền hoàng nhưng chẳng qua rất ít khi khống chế thực chất, nhưng bây giờ đã đến thời điểm thiên tổ phải khống chế thật chặt. Hầu Tiểu Thất dừng lại một chút rồi nói. Bây giờ địa tổ không có tổ trưởng, Mị Nhi quyết định cử sang đó một tổ trưởng. Tuy Tôn gia không muốn nhưng vì trong lòng có quỷ mà không dám phản đối. Vì vậy chuyện này coi như đã được xác định, điều duy nhất chưa quyết định chính là nhân tuyển. Anh làm tổ trưởng địa tổ chẳng phải cũng rất phù hợp sao? Mộc Hàm đại khái hiểu rõ nguyên nhân hậu quả, nhưng nàng vẫn cảm thấy mình đến nắm địa tổ là không hợp lý, nói không chừng còn làm mất mặt Mị Nhi. Mị Nhi cho rằng cô rất thích hợp. Hầu Tiểu Thất trả lời. Nhưng cô đến làm tổ trưởng địa tổ sẽ bị phần lớn người địa tổ chống đối, đặc biệt là đám tâm phúc Tôn gia. Vì vậy chỉ cần phải có sự chuẩn bị tâm lý. Hầu Tiểu Thất suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Mị Nhi đề nghị cô tìm Hạ Thiên giúp đỡ, như vậy sẽ không có hại. Mộc Hàm đáng lý còn đang nghi hoặc, Mị Nhi sao lại nghĩ đến nàng. Bây giờ nàng nghe Hầu Tiểu Thất nói như vậy, cuối cùng nàng cũng hiểu rõ, Mị Nhi sở dĩ cho mình làm tổ trưởng địa tổ cũng vì nguyên nhân có Hạ Thiên. Mị Nhi cho Mộc Hàm làm tổ trưởng địa tổ, thực tế chỉ sợ giống như cho Hạ Thiên nắm địa tổ. Nhưng Mị Nhi cũng biết Hạ Thiên là người không làm theo quy tắc thông thường, vì vậy mới cho Mộc Hàm làm tổ trưởng, tất nhiên Hạ Thiên sẽ ở bên cạnh hỗ trợ, hai người hợp tác vừa có thể ép chết đám người địa tổ phản đối vừa có thể không cần lo lắng Hạ Thiên làm sằng bậy. Mộc Hàm nghĩ như vậy mà không khỏi do dự, nàng có nên đồng ý với lời đề nghị của Mị Nhi hay không? Không thể nghi ngờ, đối với nàng thì chuyển từ đặc công Long Tổ sang đặc công địa tổ cũng là cùng loại, cũng không cần phải thích ứng, cũng coi như là một lựa chọn tốt. Nhưng vấn đề là Mộc Hàm cũng không thể chắc chắn sẽ nắm được địa tổ, dù sao thì nàng vẫn có lý lịch kém ở vấn đề đặc công. Nàng từ một đặc công bình thường của Long Tổ tiến lên làm tổ trưởng của địa tổ, tốc độ và cấp bậc sẽ chẳng làm cho ai phục tùng, đến lúc đó khó khăn của nàng sẽ không thiếu. Thật ra Mộc Hàm trở thành đặc công nhiều năm và cũng thấy rất mệt mỏi, nàng muốn thoát ly khỏi nghề nghiệp này. Nàng thấy như vậy sẽ rất tốt,
ít nhất cũng sẽ có nhiều thời gian cùng chồng, còn chuyện tiền bạc, nàng có thể tìm một công việc bình thường, nàng tin chắc nuôi sống mình không phải là vấn đề, vì vậy trong lòng cũng không muốn đến địa tổ nhận công tác. Nhưng Mộc Hàm biết, bây giờ ở thủ đô, thậm chí có thể nói là không phải chỉ là thủ đô có rất nhiều người muốn đối phó với Hạ Thiên. Nàng biết Hạ Thiên thực lực hùng mạnh, nhưng nàng cũng biết một người dù mạnh cũng có những mặt yếu, cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù Mỹ Nhi Thiên Tổ đã tỏ ý sẽ giúp Hạ Thiên, nhưng Hầu Tiểu Thất vừa rồi cũng đã nói, Mỹ Nhi đang dùng hết tất cả lực lượng để tìm kiếm Triệu Minh Phong, căn bản không có thời gian cho Hạ Thiên. Mộc Hàm cũng không biết rốt cuộc quan hệ giữa Hạ Thiên và Mỹ Nhi là thế nào, nàng cũng biết Mỹ Nhi rất có tính cách, chắc chắn chưa thể đứng gần với Hạ Thiên, ít nhất bây giờ cũng là không thể. Nếu nàng có thể nắm địa tổ, như vậy tình huống sẽ khác, nàng có thể lợi dụng địa tổ để ngầm hỗ trợ Hạ Thiên. Mộc Hàm đang nghĩ ngợi vấn đề thì xe dừng lại, nàng không khỏi ngẩng đầu, đã đến cổng Đại học Bắc Kinh. Mộc Hàm, trước tiên cô cứ suy xét vấn đề, sau đó cho tôi câu trả lời thuyết phục. Nhưng cô cũng nhanh lên, đừng suy xét quá lâu, nếu không sẽ phát sinh biến cố. Hầu Tiểu Thất mở miệng nói. Vậy thì được, trước tiên tôi xem xét lại, chậm nhất là ngày mai sẽ có câu trả lời thuyết phục. Mộc Hàm khẽ gật đầu, nàng nghĩ rằng nên suy xét lại. Vậy thì được, tôi về trước. Hầu Tiểu Thất thật ra cũng chỉ truyền lời, tất nhiên cũng không cần kết quả ngay lập tức. Hạ Thiên lúc này nói ra một câu. Này, nói cho vợ Mỹ Nhi biết, để chị ấy đến tìm tôi. Chương 542, người đẹp cổ trang Tống Ngọc Mỹ. À được, tôi sẽ nói với cô ấy. Hầu Tiểu Thất trả lời. Hạ Thiên theo Mộc Hàm xuống xe với bộ dạng tương đối hài lòng, mà Hầu Tiểu Thất thì quay xe chạy đi rất nhanh. Vợ, bên kia có chút náo nhiệt, chúng ta đến xem thế nào. Hạ Thiên thấy bên kia có một đám người đang đứng bên đường. Sang xem. Mộc Hàm cũng không có việc gì làm, tuy nói Hạ Thiên đến tìm Tống Ngọc Mị nhưng cũng không cần vội vã, nếu có náo nhiệt thì đến xem một chút cũng không sao. Hạ Thiên kéo Mộc Hàm đi đến, sau đó hắn thấy hai tên đàn ông cao lớn đang đánh một nam sinh viên, có lẽ là sinh viên ở đây, đám người vây quanh xem cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Lúc này tên nam sinh viên bị hai tên đàn ông đánh ngã xuống đất, sau đó lại ăn hàng loạt đá đấm, tên sinh viên lăn lộn quay cuồng. Nam sinh viên căn bản không có sức lực phản kháng, hắn chỉ biết dùng hai tay ôm đầu, vẻ mặt cực kỳ đau đớn và phẫn nộ. Nhưng lúc này hắn cắn răng không rên một tiếng, điều này làm người ta sinh ra cảm giác quật cường. Đánh, đập chết mẹ nó cho ông, dám đập xe của ông sao? Bên cạnh có một tên đàn ông đứng mắng. Nghèo kiết xác mà mở miệng nói bồi thường, đánh cho một trận là được, đánh cũng không chết người. Tên đàn ông này còn khá trẻ, đeo giày tây, vóc dáng không cao. Thân thể hơi gầy, vì vậy dù toàn thân toàn hàng hiệu nhưng vẫn làm người ta cảm thấy hèn mọn bỉ ổi. Khốn nổi tên đàn ông hèn mọn bỉ ổi này còn kéo theo một nữ sinh viên rất xinh đẹp thánh thiện, nữ sinh viên đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nam sinh viên đang lăn lộn trên mặt đất, ánh mắt giống như có chút đồng tình, lại có chút khinh thường. Đúng là không biết xấu hổ, lại đến đây ức hiếp cả sinh viên. Khi thấy tên đàn ông kia thì Mộc Hàm chợt trở nên chán ghét. Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Vợ, chị biết tên khốn bị ổi kia sao? Hắn gọi là Hùng Hổ, là một trong tứ thiếu gia thủ đô, nhà kinh doanh bất động sản. Người này cực kỳ chán ghét, thích nhất là nữ sinh viên, luôn chạy xe đẹp đến cổng trường đại học để quyến rũ những nữ sinh viên thích con nhà giàu. Cậu xem cô gái bên cạnh hắn kia, chắc chắn là sinh viên trường này. Mộc Hàm khẽ giới thiệu. Tên nam sinh viên đang bị đánh trên mặt đất có hơn phân nửa là bạn trai của cô gái kia. Có lẽ Hùng Hổ đưa nữ sinh viên về trường, nam sinh viên kia thấy được, vì vậy mới nổi giận đập xe, cuối cùng hai tên vệ sĩ mới phóng ra đánh người. Một nữ sinh viên ở bên cạnh không khỏi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Mộc Hàm, người này là ai vậy? Năng lực suy luận có thể nói là quá tốt, tuyệt đối không khác biệt nhiều so với sự thật. Nhưng khi nữ sinh viên kia nhìn qua thì lại cảm thấy ghen ghét, đúng là ông trời không có mắt, người này quá thông minh, hơn nữa còn quá xinh đẹp. Chưa nói đến vẻ đẹp gương mặt, dáng hình cũng quá chuẩn không cần chỉnh, như vậy còn có tạo ra không gian cho phụ nữ khác sống với không? Vợ, có muốn tôi đánh đám người kia không? Hạ Thiên mở miệng nói, tuy việc này không liên quan gì đến hắn nhưng vợ lại không thích thằng quái Hùng Hổ kia, vì vậy đánh người cũng tốt. Mộc Hàm có chút chần chừ, thật ra nàng cũng muốn cho tên Hùng Hổ kia một trận. Tên kia đúng là quá đáng, ỷ có tiền đi cướp bạn gái của người ta, hơn nữa còn ra tay đánh người. Chúng ta đi thôi. Mộc Hàm suy nghĩ rồi nói,
nàng ra tay thì vẫn còn chút chừng mực, nếu để chồng ra tay thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nhân mạng, hơn nữa nơi đây cũng có quá nhiều người nhìn, lực ảnh hưởng sẽ không tốt. Cũng nói tiếp, tuy có nhiều người xem nhưng thật sự không ai cản, ngay cả hai tên bảo vệ trường đại học cũng đứng nhởn như phỡn phờ. Những năm nay đám người có một tư tưởng rất khốn kiếp, chỉ biết nhìn người khác bị đánh mà không biết ra tay cứu giúp, thậm chí thấy phụ nữ bị đánh cũng xem như không có gì xảy ra. Tất nhiên nói ra cũng có nguyên nhân, đơn giản thôi, không ai muốn gây họa vào thân. Mộc Hàm đang chuẩn bị ra mặt thì một giọng nói lạnh lùng trong trẻo từ trong trường truyền ra. Dừng tay. Khi âm thanh vang lên thì một người phụ nữ cao gầy từ bên trong đi ra, phía sau còn có năm sau nam sinh viên có bộ dạng rất tốt, nàng vừa xuất hiện lập tức thu hút tất cả ánh mắt về mình. Đây là một địa phương mà người đẹp chỉ cần xuất hiện là sẽ có rất nhiều người chú ý, đúng vậy, đây là người đẹp. Nàng xinh đẹp thoát tục không có chút son phấn, dù Mộc Hàm so sánh cũng khó thể chiếm thượng phong, dù cô gái kia thiếu sự quyến rũ của Mộc Hàm nhưng khí tức xuất thần cũng là một lực hấp dẫn chí mạng với đàn ông. Nhưng người phụ nữ này làm người ta phải chú ý không chỉ dừng lại ở dung nhan tuyệt thế và khí chất thoát tục, đó chính là bộ quần áo của nàng, là một bộ đồ cổ trang. Bộ đồ này nhìn có vẻ giống như hán phục nhưng nếu là người hay mặc hán phục sẽ cảm thấy có chút khác biệt, tóm lại bộ y phục mặc lên người nàng rất đẹp, tất nhiên trang phục cổ trang cũng làm nàng chính thức trở thành người đẹp cổ điển. Khi thấy người đẹp cổ trang xuất hiện thì Mộc Hàm đang chuẩn bị ra tay lập tức bỏ qua ý định, nàng khẽ nói một câu bên tai Hạ Thiên. Chồng, đó là Tống Ngọc Mị. Người đẹp cổ trang kia chính là Tống Ngọc Mị cùng là bốn đóa hoa thủ đô với Mộc Hàm, nàng là nhà sưu tập nổi tiếng thủ đô, đồng thời còn là giảng viên Đại học Bắc Kinh, đồng thời cũng là giáo sư ngồi lên chiếc ghế hoa hậu giảng đường chưa từng bị tước danh hiệu. Khi thấy Tống Ngọc Mị thì trong mắt Hùng Hổ nhanh chóng lóe lên cái nhìn có chút dâm tà, thân là một trong tứ thiếu gia thủ đô, tất nhiên hắn rất phù hợp với bốn đóa hoa thủ đô. Trước nay hắn rất muốn ngắt đi những đóa hoa này nhưng đáng tiếc là Tống Ngọc Mị căn bản chướng mắt hắn, thậm chí chẳng có chút hứng thú nào với hắn. Đã bảo các người dừng tay, không nghe thấy gì sao? Tống Ngọc Mị lúc này chạy đến trước mặt tên sinh viên bị đánh, nàng dùng giọng không vui nói với hai tên vệ sĩ. Hai tên vệ sĩ nhìn về phía Hùng Hổ, bọn họ thấy Hùng Hổ không nói gì, vì vậy tiếp tục đá tên sinh viên dưới đất. Tất nhiên bọn họ chỉ biết nghe lời Hùng Hổ, dù Tống Ngọc Mị là người đẹp thì sao? Người đẹp này cũng không cho bọn họ tiền, cũng không cho bọn họ ăn cơm, Hùng Hổ kia mới thật sự là túi cơm của hai người bọn họ. Hùng Hổ tất nhiên có nghe thấy lời nói của Tống Ngọc Mị, nhưng hắn không cho hai vệ sĩ dừng tay, hắn thầm nghĩ Tống Ngọc Mị chẳng phải rất chảnh chó, sao? Có bản lĩnh thì cứ chảnh, nàng không chào hỏi hắn, như vậy hắn sẽ căn bản cứ để hai vệ sĩ của mình đánh tên sinh viên bất hạnh kia. Nhưng điều làm Hùng Hổ thất vọng chính là Tống Ngọc Mị vẫn không để ý đến hắn. Nàng căn bản không thèm liếc mắt nhìn hắn, nàng chỉ khẽ nói một câu. Chặt đứt chân của bọn họ. Này, cô nàng này làm gì vậy? Hùng Hổ thầm mắng trong lòng, tất nhiên hắn cũng không dám nói lớn ra. Đám người vây quanh cũng cảm thấy kỳ quái, Tống Ngọc Mị đang nói với ai vậy? Chương 543, đánh đến khi nào tình nguyện đi mới thôi. Khi mọi người còn đang nghi hoặc thì một bóng người chợt lóe lên, một người đàn ông với bộ dạng không chút đặc sắc đột nhiên xuất hiện. Sau đó hắn phóng đến trước mặt hai tên vệ sĩ của Hùng Hổ. Hắn tung hai cú đá, hai tên bảo vệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đạp ngã xuống đất. Nhưng người đàn ông này còn chưa để yên, hắn giẫm chân lên đùi một tên vệ sĩ, một tiếng rắc vang lên, tên vệ sĩ của Hùng Hổ chợt gào lên, xương đùi đã gãy. Dừng tay! Hùng Hổ chợt chấn động, hắn vội vàng quát. Đáng tiếc là lúc này đến lượt người ta không quan tâm đến hắn, người đàn ông kia tiếp tục vung chân lên giẫm xuống. Một tiếng xương gãy vang lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết, lúc này kết quả đã giống như những gì Tống Ngọc Mị vừa nói, hai tên vệ sĩ đều đã bị đánh gãy chân. Tống Ngọc Mị, cô làm gì? Hùng Hổ tức giận phóng về phía Tống Ngọc Mị. Cút! Tống Ngọc Mị chỉ đơn giản nói ra một chữ, nhưng một chữ này chính là sỉ nhục cực hạn với Hùng Hổ. Hắn đường đường là một trong tứ thiếu gia thủ đô, nào đã bị người ta sỉ nhục như vậy? Dù là người đẹp Tống Ngọc Mị cung không được. Tống Ngọc Mị, Đại học Bắc Kinh này cũng không phải là nhà cô có quyền gì bắt tôi phải đi khỏi đây? Hùng Hổ tức giận nói. Tống Ngọc Mị dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hùng Hổ. Anh nói không sai, Đại học Bắc Kinh không phải nhà tôi, nhưng anh đánh học sinh của tôi nói anh cút là khách khí lắm rồi. Đúng vậy, cút mau. Giáo sư Tống đã bảo cút đi, sao còn chưa đi? Chẳng phải chỉ có vài đồng tiền sao?
có gì hơn người? Đúng vậy, chẳng ra gì mà dám ở đây giễu võ Dương Oai, có gì ngon sao? Lão Tứ, mau đứng lên, có giáo sư Tống, không còn gì phải sợ. Đám sinh viên sau lưng Tống Ngọc Mị chợt mắng lên, còn có một tên tiến lên kéo tên sinh viên đang nằm trên mặt đất. Tên sinh viên bị đánh không nhẹ, mặt mũi bầm dập, giống như không thể đứng vững. Đám người vây quanh cũng có chút ồn ào. Đúng vậy, mau cút đi, đừng đến Đại học Bắc Kinh mà khoe khoang. Tao ghét nhất là đám con nhà giàu bố láo này. Trời ạ, trường của chúng ta cũng không có bao nhiêu người đẹp, đám khốn nạn này muốn tán gái cũng không còn chỗ nào khác sao. Không phải muốn cướp của chúng ta đấy chứ. Đúng vậy, đuổi đám khốn nạn này ra. Hùng Hổ nghe những lời ồn ào của đám người mà hét lên. Con bà nó câm mồm cho ông, có tin ông đánh chết chúng mày không? Sau khi mắng xong thì Hùng Hổ nhìn Tống Ngọc Mị, hắn cắn răng nói. Tống Ngọc Mị, ai cũng là người ở thủ đô, đi ra không cúi đầu cũng ngẩng đầu nhìn nhau, không cần tuyệt tình thế chứ. Tôi nói lại lần cuối, cút. Tống Ngọc Mị căn bản không có ý muốn nói nhảm với Hùng Hổ. Hùng Hổ chỉ cảm thấy gò má nóng bỏng, tuy Tống Ngọc Mị không thật sự đánh hắn nhưng lời nói của nàng còn khó chịu hơn. Nếu tôi không đi thì sao? Hùng Hổ cắn răng nói, nếu hắn cứ đi như vậy thì sau này còn mặt mũi ở thủ đô nữa sao? Đánh đến khi nào muốn đi mới thôi. Tống Ngọc Mị lạnh lùng nói một câu. Tống Ngọc Mị nói xong thì tên đàn ông kia đã hành động, hắn phóng đến trước mặt Hùng Hổ, một quyền vung lên đánh thẳng vào ngực đối phương. Á! Hùng Hổ đau đớn hừ một tiếng, hắn lui về phía sau vài bước, sau đó hổn hển mắng. Con bà mày, Tống Ngọc Mị mày muốn chơi phải không? Đừng tưởng ông sợ mày. Vả vào miệng. Tống Ngọc Mị chậm rãi nói. Bốp! Những tiếng bạt tai trong trẻo vang lên, tên đàn ông cho Hùng Hổ một bạt tai trời giáng. Hay, ha ha! Đám sinh viên bắt đầu khen ngợi. Đáng đánh! Còn nói còn tát! Đánh chết xem nó còn kiêu ngạo nữa không? Mọi người hoan hô cực kỳ vui vẻ, tên đàn ông nhận lệnh đánh Hùng Hổ cũng ra tay nhanh gọn lẹ. Sau khi cho Hùng Hổ ăn vài bạt chai tráng miệng thì lập tức đấm đá liên tục, rõ ràng người này có kinh nghiệm đánh người, ra tay rất có chừng mực. Còn Hùng Hổ thì rất bi thảm, hai tên vệ sĩ thì nằm rên rỉ trên mặt đất, căn bản không thể nào giúp được gì, vì thế hắn chỉ biết ăn đòn một mình mà thôi. Gần đây Hùng Hổ chủ yếu là đánh người, bây giờ nhanh chóng không chịu được tra tấn. Dừng tay! Mau dừng tay, tôi đi là được. Hùng Hổ cực kỳ khốn khổ, hắn phát hiện Tống Ngọc Mị căn bản không cho nói lý lẽ. Người ngoài đồn Tống Ngọc Mị là kẻ không nói lý lẽ và nóng giận thất thường, xem ra cũng không phải là giả. Hùng Hổ quyết định không nên lì đầu rồi ăn hết thiệt thòi, bây giờ nên tỏ ra yếu thế, sau này vãn hồi chút danh dự cũng còn kịp. Tốt lắm, cho hắn cút đi. Tống Ngọc Mị lúc này mới mở miệng. Người đàn ông kia chợt dừng tay sau đó biến mất trong đám người. Còn Tống Ngọc Mị cũng xoay người đi vào trong trường, rõ ràng nàng cũng không vui sướng gì khi dừng lại ở đây. Tống Ngọc Mị vừa đi thì đám sinh viên vừa rồi đi theo nàng và tên sinh viên vừa bị đánh cũng vào theo, đám người vây quanh cảm thấy không còn gì vui, vì vậy chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc này một âm thanh giòn tan vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Đám người quay đầu lại nhìn, bọn họ phát hiện nữ sinh viên có chút xinh đẹp và thanh khiết đang bụng lấy mặt, bộ dạng rất uất ức. Hừ. Đi theo ông, ồn ào cái gì? Ông cho mày tiền, cho nhà, bây giờ ông bị đánh, chẳng lẽ không cho ông phát tiết một chút sao? Hùng Hổ ở bên kia có vẻ rất hùng hổ hổ, sau đó hắn dắt nữ sinh viên đi vào trong xe BMW. Mọi người nổi giận, tên khốn này đúng là không phải người. Một số người nhìn về phía Tống Ngọc Mị, ai cũng hy vọng người đẹp cổ trang này có thể ra mặt cho nữ sinh viên kia. Nhưng Tống Ngọc Mị rõ ràng không muốn xen vào chuyện này. Nàng đi về phía trước không nhanh không chậm giống như tất cả sự việc đang phát sinh không liên quan gì đến nàng. Đám người còn lại tuy tức giận nhưng thật sự ra mặt dạy bảo Hùng Hổ thì chẳng ai dám, không thể không nói đây là một cảm giác đau đớn. Đúng lúc này có một âm thanh trong trẻo vang lên. Này, nghe An nói này thằng ngu, chú vừa bị một người phụ nữ ức hiếp cho không dám phản kháng, bây giờ lại ức hiếp một người phụ nữ khác, đúng là quá đáng ghét, hèn gì ngay cả vợ anh cũng đoán chú là loại không ra gì. Chú cút nhanh lên, anh mà nóng thì cho chú ra bã bây giờ tâm tình của vợ anh cũng không tốt. Người nói là Hạ Thiên, hắn định đi theo Tống Ngọc Mị nhưng biểu hiện của Hùng Hổ lại làm cho Mộc Hàm muốn đánh người. Hạ Thiên không cho Mộc Hàm ra tay, hắn cũng hiểu Hùng Hổ quá ác tâm, loại này để cho vợ đánh đúng là bẩn tay, thôi thì hắn ra tay cho rồi,
đuổi đối phương đi, miễn cho đối phương tiếp tục làm ra những hành vi đáng ghét. Hạ Thiên nói xong thì phóng đến trước mặt Hùng Hổ, sau đó hắn thúc giục một câu. Biến đi cho anh, lề mề vậy chú em, không nhanh anh cho ăn đòn bây giờ. Chương 544, Quốc Bảo mặc quần áo. Hạ Thiên nói lên như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người khác, tất nhiên những kẻ muốn dạy dỗ cho Hùng Hổ một bài học lại có người để ủng hộ. Anh bạn, tôi giúp anh, đập nó đi. Đúng, đánh nó đi, đánh nát thận nó ra. Anh bạn bỏ ra chút sức, tôi bỏ công hô hào, đánh chết mẹ mấy thằng kia đi. Hùng Hổ bên này đang cực kỳ khốn khổ định lên xe bỏ đi, kết quả là nghe thấy âm thanh của Hạ Thiên, hắn quay lại nhìn. Một tên khốn ăn mặc tầm thường và có tướng mạo tầm thường, điều này làm hắn nổi giận, muốn ăn đòn sao? Sao bây giờ lại có loại tôm tép này đến đây làm phiền hắn? Nếu hắn không phát huy thì người ta sẽ cho rằng Hùng Hổ dễ ức hiếp. Hừ, mày nói gì? Mày cho rằng ông là loại dễ chọc vào sao? Hùng Hổ thật sự hùng hổ với Hạ Thiên. Biết ông cố nội là ai không? Biết, thằng ngu chú không phải là Hùng Hổ sao? Vừa là hùng vừa là hổ, chẳng phải chỉ là một con thú lai sao? Hạ Thiên bĩu môi. Nhưng như vậy cũng vô dụng thôi, chú thật ra còn chẳng bằng cả cầm thú, anh thấy thế này thì hay hơn, chú đổi tên đi, Hùng Bao nhé, tên hay lại không đụng hàng. Ha ha! Bốn phía chợt vang lên những tiếng cười rộn rã, anh bạn kia chửi bới rất hay. Mộc Hàm ở bên ngoài xem cũng không khỏi nở nụ cười ngọt ngào, chồng nàng thật sự nói rất tốt, công phu miệng lưỡi rất lợi hại. Hừ, ông đánh chết mày. Hùng Hổ nổi điên, hắn đấm về phía Hạ Thiên, hắn thấy bộ dạng của Hạ Thiên cũng chưa chắc là đối thủ của mình, hắn đã từng học võ của vài vị cao thủ. Hùng Hổ vừa rồi bị thủ hạ của Tống Ngọc Mị đánh cho ngu người, lúc này yêu cầu cấp bách của hắn là tìm người phát tiết. Bây giờ Hạ Thiên chủ động đưa lên đến cửa. Vì vậy mà một đấm phóng về đầu Hạ Thiên, giống như hận không thể đấm cho Hạ Thiên trở nên ngây ngốc. Vì sao luôn có loại người ngu ngốc chẳng biết lượng sức như vậy? Hạ Thiên lắc đầu, hắn tùy ý vung tay chụp lấy nắm đấm của Hùng Hổ. Hùng Hổ đột nhiên cảm thấy tay mình không thể đi tới, hắn cũng không rút được tay về, vì vậy mà không khỏi sợ hãi, trong lòng càng ủ rũ. Con bà nó, sao hôm nay gặp phải nhiều cao thủ như vậy? Này, Hùng Bao, chú có vẻ rất bỉ ổi. Anh phải cho chút đẹp đẽ lên một chút, nếu không bộ mặt của chú sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của vợ anh. Hạ Thiên nhìn Hùng Hổ, sau đó hắn lại lầm bầm. Có cầm thú nào nhìn đáng yêu một chút nhỉ? À, gấu mèo rất đáng yêu, anh biến chú thành gấu mèo. Mày, á! Hùng Hổ còn đang muốn mắng người nhưng đáng tiếc là vừa mới thốt ra được một lời thì hai mắt đã đầy ánh sao, hầu như hai mắt bị tấn công cùng một lúc. Lúc này đám người bên ngoài nhìn lên mặt Hùng Hổ mới phát hiện ra một vấn đề, đó là hai mắt hắn giống hệt như gấu mèo. Hạ Thiên lúc này buông tay lùi ra phía sau vài bước, hắn nhìn chằm chằm vào Hùng Hổ một lúc lâu rồi nói. Tuy đã là gấu mèo nhưng chú vẫn còn hơi gầy, không giống gấu mèo, anh phải cho chú mập lên một chút mới được. Hùng Hổ vẫn còn đang rất chóng mặt thì Hạ Thiên đã phóng đến trước mặt rồi liên tục đấm đá, đánh đấm điên cuồng. Hùng Hổ đáng thương bị đánh mà liên tục kêu gào thảm thiết. Hắn không tự chủ được phải có ý nghĩ bỏ chạy, nhưng vấn đề khốn nạn ở chỗ hắn nhanh chóng phát hiện không thể cử động được nữa, toàn thân bị đánh. Đám người ở xung quanh lại cảm thấy mơ hồ, bọn họ không thấy rõ động tác của Hạ Thiên, chỉ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết của Hùng Hổ, hình như bị đánh rất thảm, nhưng bị đánh thế nào thì chẳng ai thấy được. Vài phút sau đám người ở xung quanh mới phát hiện Hạ Thiên đã dừng tay, tiếng kêu thảm thiết của Hùng Hổ cũng dừng lại, chỉ còn lại những tiếng rên rỉ. Lúc nào mới giống gấu mèo? Hạ Thiên dùng giọng thỏa mãn nói. Đám sinh viên đại học đang đứng xung quanh phải trợn mắt há mồm nhìn Hùng Hổ, đây là người vừa rồi sao? Nhìn mặt thì khá giống nhưng dáng người thì rõ ràng không phải. Trên mặt Mộc Hàm là nụ cười khó thể kìm nén, Hùng Hổ vốn khá gầy nhưng bị chồng nàng đánh cho thành một tên mập, phối hợp với cặp mắt gấu mèo, có thể thấy Hùng Hổ bây giờ rất giống gấu mèo. Mày! Hùng Hổ nhìn Hạ Thiên. Giọng nói có chút mơ hồ, mặt hắn bị đánh cho mập lên đôi chút, răng trào hàm vài cái, nói chuyện có chút khó khăn. Này, sau này chú nên đổi tên là gấu mèo Hùng Miêu đi, thật ra Miêu cũng không khác gì so với hổ đâu. Hạ Thiên mở miệng nói. Thật ra chú nên cảm ơn anh thấy chú có bộ dạng cầm thú, vì vậy biến chú thành quốc bảo gấu trúc thôi thì bây giờ chú khoác lên người chiếc áo quốc bảo, giá trị con người hơn hẳn trước kia. Phụt. Hùng Hổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi, đây không phải vì vừa rồi bị đánh,
chẳng qua hắn quá tức vì lời nói của Hạ Thiên. Không phải chỉ được trở thành quốc bảo thôi sao, cần gì vui sướng đến mức ói máu như vậy. Hạ Thiên khinh bỉ hùng hổ. Đám người vây quanh không biết nói gì hơn, vị huynh đệ kia đúng là không sợ làm người ta tức chết, dù ai cũng biết hùng hổ chẳng phải quá sướng mà ói máu, rõ ràng là tức đến mức ói máu. Đám người cũng có suy đoán, vị huynh đệ này là ai, sao lại trâu chó như thế? Vừa rồi mọi người đã thấy thủ hạ của Tống Ngọc Mị đã rất mạnh mẽ, nhưng biểu hiện của người này còn khủng bố hơn tên đàn ông trước kia, hắn đánh một người gầy thành gấu mèo, đúng là khó tưởng. Mày, rốt cuộc mày là ai? Hùng hổ dùng cặp mắt gấu mèo nhìn Hạ Thiên, dù hắn có ngu cũng biết đối phương không phải người thường. Đây là chồng tôi. Mộc Hàm lúc này đã đi ra khoác tay của Hạ Thiên. Mộc Hàm. Giọng điệu của Hùng Hổ chợt biến đổi. Chồng của cô sao? Hùng Hổ không khỏi nhìn Hạ Thiên, tuy bây giờ ánh mắt của hắn không được rõ ràng nhưng hắn vẫn biết rất rõ đóa hoa Mộc Hàm, nhưng tên khốn vừa đánh hắn thê thảm là chồng của Mộc Hàm sao? Một đóa hoa tươi tuyệt vời sao lại cắm lên bãi sao châu thế kia? Xem ra anh còn chưa biết chồng tôi là ai, để tôi giới thiệu, cậu ấy là Hạ Thiên. Mộc Hàm dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hùng Hổ. Hạ trong xuân hạ thu đông, thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên, tốt nhất anh nên nhớ rõ, sau này nên đứng xê ra. Hạ Thiên, Hạ Thiên. Hùng Hổ hô lên một tiếng kinh hoàng, hắn cuối cùng cũng có ấn tượng với cái tên này, đây chẳng phải thần y đệ nhất thiên hạ đã biến Lục Tinh thành thằng mù à. Chương 545, Tứ Thái Giám thủ đô. Không thể nghi ngờ Hạ Thiên bây giờ cũng xem như danh nhân ở thủ đô, trong mắt người thường thì Hạ Thiên là hạ thần y đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần dùng một cây châm đâm vào người là không còn bệnh tật gì. Nhưng đại đa số mọi người đều chỉ biết có nhiều đó về Hạ Thiên, những lời đồn Hạ Thiên đập nát khu nhà Lý gia cũng chỉ được truyền đi trong thể chế. Hùng Hổ tuy được gọi là tứ thiếu gia thủ đô nhưng chưa đủ tư cách tiến vào trong thể chế kia, vì vậy mà hắn cũng không biết được sự hùng mạnh của Hạ Thiên. Nhưng giữa các thành viên trong tứ thiếu gia thủ đô thường bảo trì sự liên hệ chặt chẽ, vì vậy Hùng Hổ cũng biết sự kiện Lục Tinh đột nhiên bị mù. Hắn cũng biết một trong bốn đóa hoa thủ đô đã bị một kẻ không phải người thủ đô hái mất. Hắn biết tiểu tử kia tên là Hạ Thiên, Lục Tinh cũng vì nhìn Mộc Hàm vài lần mà bị Hạ Thiên làm cho mù mắt, nhưng Hạ Thiên ra tay thế nào thì Lục Tinh căn bản không biết. Nghe nói Lục Tinh cũng đã báo cảnh sát nhưng vì không có chứng cứ là Hạ Thiên đã ra tay, nhưng rõ ràng Lục Tinh sẽ không bỏ qua, hắn đang bày mưu đồ đối phó với Hạ Thiên và Mộc Hàm. Hùng Hổ nghĩ vậy mà dùng ánh mắt gấu mèo nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm. Đám người tứ thiếu gia thủ đô từng khoe khoang sẽ hái bốn đóa hoa thủ đô, bọn họ nhất định phải có được một người. Đáng tiếc là sự thật chứng minh đó chỉ là mơ ước khó thành hiện thực, thủ đô có bốn đóa hoa, nhưng hoa này không bao giờ thèm ngó ngàng gì đến tứ thiếu gia thủ đô. Đám tứ thiếu gia cũng không dám dở thủ đoạn, vì bọn họ biết bốn đóa hoa đều có thân phận không tầm thường. Hai ngày qua ở thủ đô chợt bùng lên một thông tin, Mộc Hàm trong bốn đóa hoa thủ đô đã cắt đứt quan hệ với Tôn gia, nàng đã không còn chỗ dựa. Sau này chỉ là một người phụ nữ bình thường. Tin tức này làm cho tứ thiếu gia thủ đô mừng như điên, bọn họ thậm chí còn đánh cuộc xem ai là người chộp được Mộc Hàm đầu tiên. Nhưng Lục Tinh xuất sư bất lợi, hắn đã trở thành người mù, đừng nói là tán gái, bây giờ nhìn gái còn không được, nói không chừng gay đến trước mặt hắn còn nghĩ rằng đối phương là người đẹp. Hùng Hổ, thấy anh biết chồng tôi, nếu như vậy thì tôi không nhiều lời. Mộc Hàm cũng mở miệng, nàng nói xong thì kéo tay Hạ Thiên. Chồng, chúng ta đi thôi, tôi không thích nhìn thấy hắn. Hừ, có cái quái gì mà ngon, không phải tìm được một tên đàn ông là bác sĩ sao? Đợi đến khi ông bắt được tên đàn ông của mày, sau đó ông sẽ kéo mày lên giường. Còn có cả Tống Ngọc Mị, chúng mày là hoa ở thủ đô thì có gì là hơn người? Không phải là loại nằm dưới đàn ông cả sao? Hùng Hổ tức giận mắng chửi, nhưng hắn chỉ mắng trong lòng mà thôi, dù hắn có ngốc cũng không dám mắng ra. Nếu không sẽ bị Hạ Thiên xử đẹp. Hạ Thiên đang chuẩn bị bỏ đi thì nhớ đến một vấn đề, hắn mở miệng hỏi. Đúng rồi, vợ, chị nói tên này là một trong tứ sắc thủ đô phải không? Đúng vậy, chồng, có việc gì sao? Mộc Hàm có chút kỳ quái. Vợ, lần trước chị nói bốn tên này đều có ý với chị phải không? Hạ Thiên nhớ đến vấn đề này, sau đó hắn cũng không đợi Mộc Hàm trả lời mà đột nhiên đánh về phía Hùng Hổ. Cuối cùng lại quay về bên cạnh Mộc Hàm. Động tác của hắn rất nhanh, hầu như không ai có thể phát hiện ra được, làm xong hắn lại kéo Mộc Hàm đi vào trong trường đại học, hắn vừa đi vừa nói. Tôi muốn biến mấy tên kia thành thái giám,
sau này sẽ được gọi là bốn tên thái giám thủ đô. Mộc Hàm cười quyến rũ. Chồng, nếu cậu thật sự biến bọn họ thành thái giám, như vậy sẽ là chuyện tốt, sau này sẽ không còn ai bị bọn họ chơi đùa nữa. Bây giờ đã có hai thái giám, còn thiếu hai tên nữa, đợi đến khi tôi gặp mặt bọn họ rồi nói sau. Hạ Thiên thuận miệng nói. Mộc Hàm lúc này không khỏi suy xét một vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Hạ Thiên liệu có thể biến tất cả đám phong lưu công tử ở thủ đô thành thái giám hay không? Vì nếu dựa theo lời nói của Lâm Chỉ Vân vào hôm trước thì đám công tử kia đều cho rằng nàng đã gặp rủi ro, thậm chí đang muốn lợi dụng lúc nhà cháy để hôi của. Nhưng Mộc Hàm cũng không quan tâm đến những điều này, những người kia nếu có ý với nàng sẽ bị chồng biến thành thái giám, điều này nàng tuyệt đối đồng tình, vì phần lớn đám người kia đều giống như hùng hổ. Chồng, chúng ta đi tìm Tống Ngọc Mị nhé. Mộc Hàm lúc này đề nghị, sau khi trì hoãn thì Tống Ngọc Mị không biết đã đi đâu, xem ra lại phải đi tìm. Được. Hạ Thiên đến đây vốn chỉ muốn tìm Tống Ngọc Mị, hắn muốn biết Tống Ngọc Mị này có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị lợi hại kia. Hồ Không Tên ở Đại học Bắc Kinh. Một người phụ nữ mặc trang phục cổ trang màu xanh da trời tuyệt đẹp đang ngồi bên hồ, trên tay nàng là một quyển sách, bộ áng rất nhập thần. Sau lưng nàng có vài người đi qua đi lại, ai cũng không kìm lòng được phải nhìn vài lượt, thậm chí còn có vài nam sinh viên ngồi cách nàng không xa, trên tay cũng cầm sách, đáng tiếc là bọn họ không đọc sách, thực tế chủ yếu ngắm người đẹp àm thôi. Nhưng cũng không ai dám tiến lên chào hỏi người đẹp, vì bọn họ không phải là tân sinh viên, ai cũng biết thân phận của người đẹp trước mắt. Người phụ nữ kia rất đẹp nhưng tiếp cận rất khó, không lâu trước đó nàng còn dạy bảo một tên công tử nhà giàu trước cổng trường, điều đó cũng đủ cho nhiều người chùn bước. Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Tống Ngọc Mị, là người đẹp không nhường cho ai ở Đại học Bắc Kinh, hơn nữa trước nay nổi tiếng là người đẹp không thích đùa. Nàng có sở thích đọc sách bên hồ, những năm qua tạo nên một phong cảnh ở hồ vô danh. Ngày xưa Tống Ngọc Mị ngồi đây đọc sách căn bản không có người quẩy rầy, nhưng bây giờ lại có nhiều sự việc ngoài ý muốn. Những nam sinh viên ra vẻ đọc sách để ngắm người đẹp đột nhiên phát hiện có một người đi về phía Tống Ngọc Mị. Tên này có lẽ là tân sinh viên, xui xẻo đến nơi rồi. Trong lòng ai cũng nghĩ như vậy. Mọi người phán đoán cực kỳ chính xác, tên kia chạy đến bên cạnh Tống Ngọc Mị nói vài câu, Tống Ngọc Mị không quan tâm đến đối phương. Ngược lại có một người đàn ông xuất hiện, người này không nói nhiều mà ném tên sinh viên kia ra vài mét, cuối cùng cũng hoảng hồn và không dám tiếp tục làm quen với Tống Ngọc Mị. Mọi người cũng không bất ngờ vì tình cảnh này, vì những sự việc như vậy trước nay thường hay phát sinh. Nhưng bọn họ biết nếu chỉ đứng ngoài nhìn thì Tống Ngọc Mị sẽ chẳng làm gì cả. Chương 546, có phải dáng người của chị rất kém không? Nhưng đúng lúc này lại có người đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, vì vậy mà đám người không khỏi cảm khái, đúng là trên đời không thiếu những kẻ không biết sống chết, nhưng biết đâu cũng là tân sinh viên. Đúng là không có biện pháp, ai bảo lúc này vừa khai giảng chưa được bao lâu. Đám người nhìn chằm chằm vào tên khốn đang đi đến bên cạnh Tống Ngọc Mị, trong lòng lập tức có chút khinh bỉ. Tên kia đúng là không biết lượng sức mình, bộ dạng không đẹp trai mà dám đến tán Tống Ngọc Mị là đệ nhất mỹ nữ Đại học Bắc Kinh, nếu Tống Ngọc Mị thật sự bị hắn cướp đi thì đám nam sinh viên kia cũng cực kỳ bẽ mặt. Tên khốn nhìn chẳng đẹp trai kia đã đến ngồi bên cạnh Tống Ngọc Mị, hắn ngồi rất gần, thiếu điều dán lên người nàng. Trong lòng đám người ở bên ngoài không khỏi có chút kỳ quái. Vì sao vệ sĩ của Tống Ngọc Mị còn chưa xuất hiện? Tuy bình thường bên cạnh Tống Ngọc Mị không có vệ sĩ, nhưng mỗi lần có người tiếp cận nàng thì vệ sĩ sẽ xuất hiện đuổi đi. Mọi người đều biết vệ sĩ của nàng là một kẻ rất lợi hại, luôn ẩn nấp ở đâu đó làm người ta khó thể chú ý đến. Vì sao chị lại thích mặc những bộ quần áo này? Tên kia nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Mị một lúc lâu, cuối cùng hắn cũng mở miệng nói. Tống Ngọc Mị khẽ cau mày, nhưng ngay sau đó cả ánh mắt cũng không chuyển động. Nàng lật một trang sách rồi dùng giọng hờ hững nói. Cậu không thấy kết cục của người vừa rồi sao? Thấy. Tên kia trả lời. Vì vậy tôi đã làm trước một việc. Cậu làm gì? Tống Ngọc Mị hỏi, lúc này nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, sao vệ sĩ của mình chưa đến đuổi người này đi? Trước kia nàng đã từng phân phó, nếu có người quấy rầy nàng đọc sách, như vậy cứ trực tiếp ném sang một bên. Nhưng bây giờ người đến quấy rầy đã ở lại khá lâu nhưng vệ sĩ của nàng còn chưa xuất hiện, đúng là có chút không bình thường. À, tôi cảm thấy anh ta đã bảo vệ chị cả ngày, như vậy cũng mệt mỏi, vì vậy tôi cho anh ta ngồi kia nghỉ ngơi một chút. Tên thanh niên vẫn nghiêm trang nói. Kìa, chị xem, tôi để anh ta ngồi đó, anh ta ngồi rất ngoan ngoãn.
Tống Ngọc Mị không khỏi có chút rung động, nàng cuối cùng cũng ngừng đọc, nàng ngẩng đầu, ánh mắt xinh đẹp xoay chuyển, trong ánh mắt có chút kinh ngạc. Tống Ngọc Mị đã nhìn thấy người vệ sĩ kia của mình, hắn ngồi cách nàng không xa, ngồi trên một tảng đá, bộ dạng rất bình thường. Nhưng nàng biết điều này không bình thường, vì vệ sĩ của nàng không nhúc nhích, cũng không nhìn sang bên này. Nàng có thể xác định, vệ sĩ chẳng phải không muốn động, cũng chẳng phải không biết có chuyện xảy ra ở bên này, nhưng hắn không thể động. Cậu làm gì với anh ta? Tống Ngọc Mị quay đầu nhìn tên sinh viên, người này rất xa lạ, tướng mạo bình thường, tuổi không lớn, rõ ràng chưa đến 20. Người này cười hì hì nhưng ánh mắt có vẻ rất thông minh, ánh mắt đó liên tục đảo qua đảo lại trên người nàng, những bộ vị quan trọng luôn được hắn chiếu cố nhiều hơn. Tên nam sinh viên cười hì hì nói. Không làm gì cả, tôi chỉ cho anh ấy nghỉ ngơi một chút. Tuy hai người nói chuyện với âm thanh không lớn nhưng cũng không cố gắng hạ thấp giọng, vì vậy những kẻ ngồi ở cách đó không xa đều nghe thấy khá rõ. Đám nam sinh viên luôn chú ý đến Tống Ngọc Mị đều cảm thấy khó tưởng, vệ sĩ của Tống Ngọc Mị sao lại nghe lời tên này? Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn và Tống Ngọc Mị thật sự có quan hệ đặc thù? Cậu là ai? Tống Ngọc Mị lúc này không tiếp tục truy vấn tình huống của vệ sĩ của mình, nàng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân hạ thu đông, Thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên. Tên nam sinh viên vẫn cười hì hì, sau đó hắn hỏi lại một câu. Có phải dáng người của chị rất kém không? Đám người ngồi cách đó không xa nghe qua cái tên có chút quen tai nhưng lại không nhớ ra đó là ai, nhưng khi nghe câu hỏi tiếp theo của Hạ Thiên thì không khỏi ngây người. Người này đúng là châu chó, câu đó mà cũng hỏi được sao? Trong mắt Tống Ngọc Mị lần đầu tiên lóe lên cái nhìn bức bối, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng về vấn đề như vậy, hơn nữa còn là lần đầu tiên có người hoài nghi dáng người của nàng là kém cỏi. Nhưng nàng cũng nhanh chóng khôi phục lại như thường, nàng hờ hững nói. Tôi chưa từng nghe qua tên của cậu, tôi nghĩ tôi không biết cậu. Chị không biết tôi cũng chẳng sao, tôi biết chị là được. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, sau đó hắn dùng ánh mắt chăm chú nhìn Tống Ngọc Mị. Tôi cảm thấy thân hình của chị rất kém cỏi, nếu không thì sao lại thích mặc loại quần áo này? Bộ quần áo này có tác dụng không cho người khác thấy được thân hình của chị, như vậy người ta sẽ không biết được vóc dáng không tốt của chị. Đám người nghe thấy tên khốn Hạ Thiên kia nói cũng có chút đúng, Tống Ngọc Mị mặc cổ trang thì sinh ra cảm giác tương đối rộng rãi, người ta khó thể nhìn ra dáng người của nàng. Nhưng khi nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Tống Ngọc Mị, còn có khí chất xuất trần thì mọi người đều cho rằng thân hình của nàng sẽ rất tốt. Mọi người hy vọng Tống Ngọc Mị sẽ phủ nhận, xác nhận thân hình của mình là rất tuyệt, tất nhiên nàng mà thừa nhận thì bọn họ sẽ rất buồn bực. Nhưng điều làm đám người thất vọng chính là Tống Ngọc Mị không thừa nhận mà cũng chẳng phủ nhận, nàng căn bản không thèm nghe những lời của Hạ Thiên. Nàng khôi phục lại trạng thái trước đó, tiếp tục cúi đầu đọc sách, bộ dạng không chú ý đến vấn đề gì. Này, dáng người của chị thế nào? Hạ Thiên lúc này lại hỏi, đây là vấn đề quan trọng của hắn. Tống Ngọc Mị không trả lời Hạ Thiên, nàng chỉ tiếp tục lật sách. Hạ Thiên có chút khó chịu, người này có mắt hay không vậy, sách có gì là đẹp, hắn đẹp trai lồng lộng thế này mà không biết nhìn sao. Hạ Thiên đột nhiên vươn tay đoạt lấy quyển sách trên tay Tống Ngọc Mị, hắn tiện tay lật vài tờ, sau đó nói với bộ dạng không cho là đúng. Tôi còn tưởng là sách gì? Thì ra là Thiên Đạo Kinh, đúng là khó coi. Tống Ngọc Mị bị người ta cướp sách, nàng có chút tức giận, nhưng khi nghe xong những lời của Hạ Thiên thì vẻ mặt tức giận chuyển thành kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn Hạ Thiên, giọng nói không còn lạnh nhạt. Cậu có thể đọc hiểu sách này sao? Sách đơn giản thế này tất nhiên là hiểu. Hạ Thiên ra vẻ không cho là đúng. Khi tôi 7 tuổi đã đọc xong rồi. Tôi thấy cậu khoác lác. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Nàng không tin lời Hạ Thiên. Tôi chưa từng khoác lác. Hạ Thiên bĩu môi. Tuy tôi có thể khoác lác nhưng thứ này tuyệt đối không thú vị. Tống Ngọc Mị lại nhíu mày, sau đó nàng thản nhiên nói. Tôi không thích đàn ông khoác lác. Chương 547, để tôi ôm một cái. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Thật ra tôi không nói khoác. Trả sách cho tôi. Giọng nói của Tống Ngọc Mị trở nên lạnh nhạt. Sách này xem không tốt. Tôi đã xem qua rồi, rất chán. Hạ Thiên cũng không có ý muốn trả sách cho Tống Ngọc Mị. Trong giọng nói của Tống Ngọc Mị mang theo hương vị trào phúng. Tôi tin cậu đã từng đọc qua tiêu đề quyển sách này, tôi cũng tin cậu có công phu rất khá, nhưng tôi không có hứng thú với cậu. Hạ Thiên có chút buồn bực, sao hắn lại cảm thấy Tống Ngọc Mị không tin mình nhỉ?
Này, chúng ta đánh cuộc được không? Hạ Thiên rất thích đánh cuộc, vì đánh cuộc thường tìm được vợ. Đánh cuộc cái gì? Tống Ngọc Mị hình như cũng có hứng thú. Chị không tin tôi đã đọc qua quyển sách này sao? Tôi nói tôi rất thuộc nó. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Tống Ngọc Mị. Chị dám đánh cuộc không? Cậu nói cậu thuộc Thiên Đạo Kinh sao? Tống Ngọc Mị chợt sinh ra cảm giác buồn cười, những năm nay đàn ông thích khoác lác, hơn nữa đặc biệt thích khoác lác trước mặt người đẹp. Nhưng tên thanh niên này nói khoác quá trớn, đúng là có chút ngu ngốc. Hạ Thiên gật đầu rất chuyên chú. Đúng vậy, khi 8 tuổi tôi đã thuộc lòng nó rồi. Nếu cậu thua, cậu có tình nguyện biến mất khỏi mắt tôi không? Tống Ngọc Mị dùng giọng nhàn nhạt hỏi. Không có vấn đề. Hạ Thiên trả lời. Nếu tôi thắng, tôi muốn ôm chị. Cái gì? Trong mắt Tống Ngọc Mị lóe lên cái nhìn suy xét, người này đúng là có ý nghĩ quá kỳ lạ. Hạ Thiên nhìn Tống Ngọc Mị, hắn có chút tiếc nuối. Tôi vốn muốn cho chị làm vợ, nhưng chị mặc quần áo cổ trang và không biết dáng người thế nào, nếu dáng người quá kém thì tôi sẽ phải hối tiếc. Vì vậy tôi chỉ cần ôm chị là được, như vậy sẽ xác nhận dáng người của chị có tốt hay không. Châu, đúng là châu chó, lời này cũng dám nói ra. Đám nam sinh ở bên kia đứng xem trò vui cũng đều có ý nghĩ này. Tống Ngọc Mị thiếu chút nữa đã bị chọc tức, trên đời có loại người này sao? Hắn nghĩ rằng lấy mình làm vợ sẽ hối tiếc, có lầm không vậy? Tống Ngọc Mị nàng là một trong 4 đóa hoa thủ đô, có rất nhiều thiếu gia công tử theo đuổi nàng, bọn họ thèm rõ rãi, nào như người này dám ngờ dáng người của nàng, sợ thiệt thòi. Được, cậu muốn đánh cuộc à? Vậy cũng tốt, nhưng nếu cậu thua thì phải nhảy vào hồ. Tống Ngọc Mị lúc này đã thật sự tức giận, tên Hạ Thiên này đúng là đáng giận. Không có vấn đề. Hạ Thiên đồng ý, sau đó hắn đưa sách cho Tống Ngọc Mị. Chị giữ lấy xem xét đi, bây giờ tôi sẽ đọc thuộc lòng. Tống Ngọc Mị nhận sách, sau đó nàng thản nhiên nói. Đọc đi. Thiên có đạo, đạo vô hình. Hạ Thiên bắt đầu đọc thuộc lòng. Đám nam sinh ở bên cạnh không ngừng thầm nói, người kia đọc cái gì vậy, sao giống niệm kinh như thế. Tống Ngọc Mị lúc đầu còn cười lạnh, nhưng sau đó nụ cười dần biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc, cuối cùng là hoàn toàn khiếp sợ. Khi Hạ Thiên dừng đọc thuộc lòng Thiên Đạo Kinh thì Tống Ngọc Mị vẫn còn đang rất khiếp sợ, nàng không ngờ, thật sự không ngờ hắn có thể đọc thuộc lòng. Phải biết rằng Thiên Đạo Kinh là sách cổ, chữ bên trong là cổ văn, người bình thường căn bản không đọc được. Nàng tưởng rằng Hạ Thiên chỉ dùng một biện pháp nào đó mà nghe được cái tên sách, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, Hạ Thiên quả thật không khoác lác. Người ta 7 tuổi đã đọc Thiên Đạo Kinh, 8 tuổi đã thuộc lòng, nhưng... Điều này sao có thể? Tôi đã đọc xong, trước tiên đẻ tôi ôm cái đã. Hạ Thiên mở miệng nói, sau đó hắn làm ra một sự kiện làm người người công phẫn. Hắn không quan tâm Tống Ngọc Mị có đồng ý hay không mà trực tiếp ôm lấy. Trời ạ, điều này, thật sao? Con mẹ nó ôm tiên tử của tao rồi. Sao người ôm tiên tử không phải là tao? Vệ sĩ đâu? Sao còn chưa xuất hiện? Đập thằng kia rồi ném vào hồ đi. Đám người ở bên ngoài cực kỳ căm phẫn, ai cũng hận không thể tiến lên cho Hạ Thiên ăn đòn, sau đó ném vào hồ cho cá ăn. Còn chuyện trong hồ có cá ăn thịt người ha không cũng chẳng cần quan tâm. Nhưng sau đó đám người còn phát hiện một vấn đề cực kỳ đáng hận, tên kia ôm Tống Ngọc Mị chưa buông. Hơn nữa còn dùng tay sờ tới sờ lui. Điều làm đám người cảm thấy tan vỡ là nữ thần Tống Ngọc Mị với bộ dạng như tiên tử lại không tỏ ra phản đối. Tống Ngọc Mị tất nhiên không phản đối, nàng đang khiếp sợ nên không kịp phản ứng. Hơn nữa động tác của Hạ Thiên cũng quá nhanh, điều này làm nàng không kịp trở tay, nhưng khi nàng phát hiện bộ phận quan trọng trên người bị tập kích thì chợt thanh tỉnh trở lại. Tống Ngọc Mị phát hiện mình bị Hạ Thiên sàm sỡ thì cực kỳ xấu hổ và tức giận. Nàng đang định mắng người thì hắn đã buông ra. Dáng người khá ngon, chẳng qua có hơi gầy. Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Tống Ngọc Mị chợt chán nản, từ nhỏ đến lớn luôn giữ gìn để bây giờ bị đàn ông sàm sỡ. Hạ Thiên lúc này lại nói ra một câu. Không bằng chị làm vợ tôi đi. Tống Ngọc Mị tức giận đến mức muốn ói máu, nhưng lúc này nàng đã ý thức được Hạ Thiên kia rất cổ quái. Đầu tiên là vệ sĩ của nàng không thể cử động. Sau đó còn thuộc Thiên Đạo Kinh, rõ ràng không phải là người thường. Cậu rốt cuộc là ai? Tống Ngọc Mị nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tôi đã nói rồi, tôi là Hạ Thiên, nếu chị đồng ý làm vợ tôi, như vậy tôi sẽ là chồng của chị. Hạ Thiên cười hì hì nói. Sao cậu lại đến tìm tôi? Tống Ngọc Mị hỏi,
Trước đó nàng tưởng Hạ Thiên cũng là sinh viên, đến đây để theo đuổi nàng, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, sự việc không như nàng tưởng tượng. Điều này, thật ra tôi có một vấn đề muốn hỏi chị, nhưng vì sợ chị không nói thật nên trước tiên muốn biến chị thành vợ, như vậy chị sẽ không gạt tôi. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Tống Ngọc Mị khẽ hừ một tiếng. Cậu có vấn đề gì? Chị thật sự là Tống Ngọc Mị sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng nói. Cậu thấy tôi không phải là Tống Ngọc Mị sao? Tống Ngọc Mị tức giận hỏi ngược lại, người này hỏi lạ vậy, đúng là không thể giải thích. À, xem ra chị cũng là Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên lầm bầm nói, sau đó lại hỏi. Vậy chị có biết một người cũng là Tống Ngọc Mị không? Trong mắt Tống Ngọc Mị lóe lên cái nhìn kinh ngạc nhưng sau đó lại khôi phục như thường, sau đó nàng ra vẻ kỳ quái hỏi. Cậu nói gì? Chương 548, vừa hôn vừa nghe lén. Có một Tống Ngọc Mị rất đẹp, trên người có rất nhiều tơ đen, chị biết cô ấy không? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tống Ngọc Mị mà hỏi. Không biết. Lần này Tống Ngọc Mị trả lời rất nhanh, vẻ mặt hình như cũng không có biến đổi. À, thì ra là vậy. Hạ Thiên có chút thất vọng, sau đó hắn tiếp tục hỏi một câu. Vậy chị có đồng ý làm vợ tôi không? Không muốn. Tống Ngọc Mị vẫn trả lời không chút do dự, đầu óc của người này có vấn đề sao? Hạ Thiên nhìn càng thêm thất vọng. Như vậy sao, vậy thì tôi đi trước. Hạ Thiên nói là đi, chỉ sau khoảnh khắc đã cách Tống Ngọc Mị hơn 10 mét. Đúng lúc này Tống Ngọc Mị lại nhìn thấy một người đẹp tóc vàng tiến lên đón Hạ Thiên, ngay sau đó vẻ mặt nàng chợt biến đổi, đây không phải là Mộc Hàm cùng nằm trong bốn đóa hoa thủ đô với nàng sao? Khi thấy Mộc Hàm ôm cánh tay của Hạ Thiên rất thân mật thì trong lòng Tống Ngọc Mị càng thêm kinh ngạc, đây rốt cuộc là ai, sao có quan hệ thân mật với Mộc Hàm như vậy? Đám nam sinh Đại học Bắc Kinh lại càng căm phẫn, tên kia là ai, vừa rồi sàm sỡ với nữ thần của bọn họ, bây giờ lại thòi đâu ra một người bạn gái rất đẹp, hơn nữa còn là tóc vàng. Chồng, tình huống thế nào? Mộc Hàm khẽ hỏi, vừa rồi nàng đứng ở khá xa nên không nghe được lời nói giữa Hạ Thiên và Tống Ngọc Mị. Nhưng nàng thấy rõ Hạ Thiên ôm Tống Ngọc Mị, chẳng qua nàng không biết chồng mình cưỡng ép người ta hay Tống Ngọc Mị muốn được vuốt ve, tất nhiên nàng cảm thấy khả năng trước là cao hơn hẳn. À, chị ấy có vẻ giống như không biết võ công, hình như không có quan hệ gì với Tống Ngọc Mị kia. Hạ Thiên thuận miệng nói, vừa rồi hắn đã ôm Tống Ngọc Mị hơn chục giây không phải chỉ để kiểm nghiệm dáng người có tốt hay không, đồng thời cũng muốn xem Tống Ngọc Mị này có giống Tống Ngọc Mị kia hay không. Vì thế mà hắn phát hiện ra Tống Ngọc Mị này căn bản không biết võ công, thậm chí cơ thể còn khá yếu ớt. Vậy cô ấy không phải người cậu cần tìm sao? Mộc Hàm không khỏi hỏi. Cũng không hẳn là như vậy. Hạ Thiên lắc đầu. Chị ấy biết Tống Ngọc Mị kia, hơn nữa quan hệ hai bên là rất sâu. Sao? Mộc Hàm có chút kỳ quái. Chồng, sao cậu biết? Đơn giản thôi, vừa rồi khi tôi hỏi chị ấy có biết Tống Ngọc Mị kia hay không? Nhịp tim của chị ấy chợt tăng lên rất nhiều. Hạ Thiên gần đây rất thính, những biến hóa của nhịp tim Tống Ngọc Mị hắn biết rất rõ ràng. Chồng, vậy cậu định làm thế nào? Mộc Hàm thật ra cũng không biết tình huống cụ thể của Tống Ngọc Mị còn lại là thế nào, Hạ Thiên chưa nói, nàng cũng không hỏi. Hạ Thiên không nói gì, hắn đột nhiên vung tay lên, một luồng hàn tinh từ trong tay hắn phóng vào người tên vệ sĩ của Tống Ngọc Mị, sau đó hắn ôm eo Mộc Hàm rồi hôn lên bờ môi đỏ mọng. Mộc Hàm có chút cảm giác ngoài ý muốn với hành động đột ngột của Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ ôm lấy Hạ Thiên rồi phối hợp lại rất nhiệt liệt. Đám nam sinh ở bên kia dùng ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét nhìn Hạ Thiên, tên khốn kia rõ ràng là khoe khoang trần trụi. Lúc này Tống Ngọc Mị cũng nhìn Hạ Thiên, nàng có chút tức giận, người kia vừa rồi đã ôm nàng, hơn nữa còn hỏi nàng có muốn làm vợ hắn không. Bây giờ hắn hôn một người đẹp khác rất cuồng nhiệt trước mặt nàng, đây chẳng phải rất thái quá sao? Đúng lúc này có bóng người lóe lên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt Tống Ngọc Mị rồi khẽ hỏi. Cô không sao chứ? Người này là vệ sĩ của Tống Ngọc Mị, vừa rồi hắn ngồi ở bên kia không nhúc nhích, bây giờ hắn phát hiện mình có thể cử động, vì vậy lập tức tiến đến trước mặt Tống Ngọc Mị. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Tống Ngọc Mị dùng giọng không vui hỏi. Tôi cũng không biết rõ, nhưng có lẽ là Hạ Thiên kia đã đánh lén tôi. Người đàn ông có chút hổ thẹn. Tống Ngọc Mị có chút kỳ quái. Nghe giọng điệu của anh thì hình như có biết Hạ Thiên. Gần đây Hạ Thiên rất nổi tiếng ở thủ đô, được vinh danh là Hạ Thần Y đệ nhất thiên hạ, y thuật quá mức siêu phàm. Người đàn ông khẽ nói.
Vài ngày trước hắn còn xâm nhập vào chỗ ở của tiểu thư, lúc này thiên tỷ đang cho tất cả Tống gia điều tra lai lịch của tiểu tử kia, tuy còn không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng có lẽ vì tiểu thư rất coi trọng tiểu tử kia. Thì ra là thế. Tống Ngọc Mị gật đầu, nàng lúc này mới hiểu, thì ra tên Hạ Thiên kia có lai lịch không tầm thường. Người này còn chạy thoát trong tay tiểu thư, hơn nữa tiểu thư cũng phải nhận chút thiệt thòi, bây giờ hắn đang theo dõi cô, vì vậy cô nên cẩn thận hơn một chút. Người đàn ông còn nói thêm. Tôi biết rồi. Tống Ngọc Mị nói, sau đó nàng phất tay. Anh về vị trí trước đi. Được. Người đàn ông lách mình bỏ đi. Tống Ngọc Mị lại ngồi bên hồ, nàng lấy ra Thiên Đạo Kinh, bộ dạng vẫn như thường, vẫn điềm nhiên đọc sách. Khoảnh khắc này Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng nụ hôn với hắn, sau đó hắn thầm nói một câu. Tại sao lại là tiểu thư đại tiểu thư gì kia? Chồng, cậu đang nói gì vậy? Mộc Hàm bị Hạ Thiên hôn đến mức gương mặt đỏ bừng và thân thể mềm nhũn, lúc này nàng lại cảm thấy có chút chóng mặt, cũng không hiểu rõ lời nói của Hạ Thiên. Vợ, chị có biết nhà Tống Ngọc Mị ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Biết. Mộc Hàm đã thanh tỉnh hơn. Chồng, cậu muốn đi đến nhà cô ấy sao? À, tạm thời cũng chưa cần, để sau này xem đã. Hạ Thiên suy nghĩ rồi lắc đầu, hắn đánh không lại Tống Ngọc Mị kia. Vì vậy tạm thời không nghĩ ra biện pháp đối phó. Dù trước đó hắn đã dùng ngân châm tác động lên người nàng, theo lý mà nói thì vài ngày nữa nàng sẽ chết, nhưng hắn cảm thấy nàng có thể đột nhiên phục hồi công lực và ra tay, như vậy chỉ sợ sẽ chẳng thể giết chết được. Chồng, bây giờ chúng ta về nhà sao? Mộc Hàm lại hỏi. Về thôi, chỗ này chẳng còn gì vui. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn kéo Mộc Hàm bỏ đi. Sau khi Mộc Hàm và Hạ Thiên bỏ đi không được bao lâu, Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng đứng lên rồi rời khỏi hồ không tên. Thành phố Giang Hà, tòa nhà Hải Giang, tổng bộ tập đoàn Thiên Nam, văn phòng chủ tịch. Diệp Mộng Oánh đang xem một trang web, bên trong là tin tức về Hạ Thiên, đệ nhất thần y vang danh thủ đô, tin tức này truyền khắp cả nước. Lúc này không có người can thiệp nên danh tiếng của Hạ Thiên có thể nói là nổi như cồn. Diệp Mộng Oánh vốn cũng không biết những điều này, nhưng phụ tá Chu Cầm lại biết. Nàng biết rõ quan hệ giữa Diệp Mộng Oánh với Hạ Thiên, vì vậy mới báo lại cho Diệp Mộng Oánh. Chủ tịch Diệp. Đúng lúc này Chu Cầm đi đến. Mai Nhược Đình của nhà máy dược liệu Liễu Thị muốn gặp, có cho vào không? Chương 549, hợp tác. Công ty Liễu Thị sao? Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc, ngay sau đó nàng lại gật đầu. Mời chị ấy vào. Nhà máy thuốc Liễu Thị khá có danh tiếng ở Giang Hải. Trước kia Diệp Mộng Oánh đã từng nghe qua thông tin về nhà máy này, tất nhiên, đối với tập đoàn Thiên Nam thì xí nghiệp Liễu Thị không đáng nhắc đến. Nhưng bây giờ Diệp Mộng Oánh có khá nhiều điều hiểu rõ về xí nghiệp này, nếu xem xét nguyên nhân thì có lẽ vì Hạ Thiên có chút quan hệ với nhà máy này. Cũng vì vậy mà Diệp Mộng Oánh nghe nói Mai Nhược Đình muốn gặp thì lập tức cho vào không chút do dự. Chu Cầm đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đưa Mai Nhược Đình tiến vào. Mai Nhược Đình mặc một bộ trang phục công sở bộc lộ ra tất cả những nét quyến rũ của bản thân, nhưng nếu so với Diệp Mộng Oánh thì lại lu mờ hẳn đi. Chủ tịch Diệp, chào chị, tôi là Mai Nhược Đình. Mai Nhược Đình tranh thủ thời gian tiến lên, chủ động chào hỏi với Diệp Mộng Oánh. Mời ngồi. Diệp Mộng Oánh cũng khách khí chào mời Mai Nhược Đình. Chị dùng trà hay cà phê? Uống trà là được, cảm ơn chủ tịch Diệp. Mai Nhược Đình ngồi xuống. Bộ dạng có vẻ giống như được sủng ái mà kinh hoàng. Tuy nàng là danh nhân ở thành phố Giang Hải, bình thường cũng gặp qua không ít nhân vật nổi tiếng, nhưng nếu so sánh về tài lực hay sức quyến rũ với Diệp Mộng Oánh thì sẽ làm nàng sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Chu Cầm rót một ly trà cho Mai Nhược Đình, sau đó đưa cho Diệp Mộng Oánh một ly cà phê, cuối cùng rời khỏi phòng làm việc của Diệp Mộng Oánh. Không biết chị tìm tôi có chuyện gì? Diệp Mộng Oánh chủ động mở miệng hỏi. Diệp Mộng Oánh dừng lại một chút rồi bổ sung một câu. Chị cũng không phải là người ngoài, nếu có chuyện gì chị cứ nói thẳng là được. Diệp Mộng Oánh nói như vậy cũng có lý do, nàng biết công ty dược phẩm Liễu Thị là của Liễu gia, mà Liễu gia có Liễu Vân Mạn và Liễu Mộng có quan hệ mật thiết với Hạ Thiên, nàng cũng có quan hệ với Hạ Thiên, vì vậy mới nói Liễu gia không phải là người ngoài. Chủ tịch Diệp, chị đã nói vậy thì tôi cũng không lòng vòng, thật ra tôi đến đây vì muốn hợp tác với chị. Mai Nhược Đình có chút do dự, nàng nói rõ ý nghĩ của mình. Hợp tác sao? Diệp Mộng Oánh có chút kinh ngạc. Không biết Mai Tiểu Thư muốn hợp tác với chúng tôi ở phương diện nào? Không gạt chủ tịch Diệp, công ty Liễu Thị chúng tôi gần đây có vấn đề về tài chính,
Sau khi tôi cẩn thận suy xét thì cảm thấy nên có một khoản đầu tư, tôi cũng thấy chủ tịch Diệp của tập đoàn Thiên Nam sẽ có hứng thú với công ty chúng tôi. Mai Nhược Đình nhìn thẳng vào Diệp Mộng Oánh, giọng điệu cũng rất trấn định, rõ ràng những lời của nàng không phải được nói ra tức thời mà được suy tính rất sâu. Diệp Mộng Oánh có hơi trầm ngâm, sau đó nàng mở miệng nói. Tập đoàn Thiên Nam tuy có rất nhiều ngành sản xuất nhưng trước nay chưa từng tham gia vào sản nghiệp dược phẩm, hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng có khá nhiều nghiệp vụ, cũng còn không gian lớn để phát triển, tạm thời tập đoàn chúng tôi sẽ không mở nghiệp vụ mới. Không biết vì sao chị lại nghĩ rằng tập đoàn Thiên Nam chúng tôi có hứng thú với nhà máy của mình. Lúc này Mai Nhược Đình mở túi sách mang theo ở bên cạnh ra, nàng lấy ra một lọ thuốc giống như mỹ phẩm rồi mỉm cười đưa cho Diệp Mộng Oánh. Chủ tịch Diệp, chị xem qua thứ này đi. Phong nhũ xương hạ thần y. Diệp Mộng Oánh nhìn qua, sau đó nàng khẽ ổ lên. Đây là Hạ Thiên cung cấp cách điều chế sao? Đúng vậy, trước đó Vân Anh, cũng chính là em gái của Vân Man đã được Hạ Thần Y cho thuốc phong nhũ xương, sau đó Vân Anh đưa cách điều chế cho tôi. Mai Nhược Đình giải thích lai lịch của lọ thuốc, sau đó nàng tiếp tục nói. Đã có người thử nghiệm qua, hiệu quả tương đối khá. Tôi có thể khẳng định, chỉ cần tuyên truyền thích hợp thì tuyệt đối có thể thu lợi nhuận lớn. Theo tôi biết thì tập đoàn Thiên Nam cũng có sản phẩm tiểu mỹ nhân, cũng là phương thuốc của Hạ Thần Y, vì vậy giữa chúng ta có cơ sở hợp tác rất tốt. Diệp Mộng Oánh khẽ vuốt cằm, nếu phương pháp điều chế này thật sự đến từ Hạ Thiên, như vậy nàng tuyệt đối tin công hiệu của nó. Thật ra chị không cần hợp tác với tôi, chị tự mình mở rộng sản phẩm này sẽ có hiệu quả rất tốt. Diệp Mộng Oánh hỏi thăm. Vì sao chị muốn hợp tác với tôi? Chủ tịch Diệp, thật ra tôi cũng đã nói rồi, nhà máy chúng tôi có vấn đề về tài chính, hơn nữa chúng tôi cũng chẳng phải xí nghiệp lớn, trước kia cũng bán ra phong nhũ xương nhưng không quá hiệu quả. Chúng tôi không am hiểu phương diện quảng cáo và tung hô sản phẩm, vì vậy tự làm có thể nói là khó thể đạt được thành công đáng mong đợi. Mai Nhược Đình tiếp tục nói. Chủ tịch Diệp, chị cũng đã nói rồi, chúng ta là người một nhà, vì vậy tôi cũng không gạt chị, ngoài những vấn đề đó ra còn có một nguyên nhân khác. Chồng tôi bây giờ đã ra nước ngoài, không biết còn quay về hay không, bây giờ tôi muốn khống chế công ty thì phải chuẩn bị các mặt quan hệ, đã cố tình nhưng vẫn cảm thấy vô lực. Diệp Mộng Oánh khẽ gật đầu, sau đó nàng mỉm cười nói. Tôi rất tán thưởng sự thẳng thắn của Mai Tiểu Thư, thế này đi, tôi sẽ hợp tác với chị, nhưng tôi không nghĩ sẽ bơm tiền cho công ty Liễu Thị điều chế. Như vậy, Chủ tịch Diệp có ý gì? Đầu tiên Mai Nhược Đình cảm thấy vui vẻ, nhưng ngay sau đó lại mê hoặc. Theo những gì tôi được biết, tuy xí nghiệp dược phẩm Liễu Thị có cổ phần của Hầu Toản nhưng bây giờ chồng chị đang tố cáo cậu ấy, muốn thu hồi cổ phần công ty. Như vậy lúc này nhà máy đang dính vào tranh cãi pháp lý. Diệp Mộng Oánh cười nhạt một tiếng. Vì vậy nếu Mai Tiểu Thư thật sự có ý muốn hợp tác với tôi, chúng ta có thể thành lập một công ty mới. Công ty này chỉ sản xuất và kinh doanh sản phẩm phong nhũ xương theo cách điều chế của Hạ Thiên hay các sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Điều này không có vấn đề. Mai Nhược Đình đáp ứng hầu như không chút do dự. Mặt khác trong công ty tôi phải có được cổ phần nắm quyền khống chế. Còn nữa, Hạ Thiên phải có chút cổ phần. Nếu Mai Tiểu Thư cảm thấy không có vấn đề thì trước tiên chúng ta điện thoại cho Hạ Thiên để hỏi thăm, nếu cậu ấy không phản đối thì chúng ta có thể tính đến chuyện hợp tác mở công ty. Diệp Mộng Oánh dùng giọng đâu vào đấy nói. Mai Nhược Đình có chút do dự, sau đó gật đầu. Không có vấn đề. Mai Nhược Đình thấy yêu cầu của Diệp Mộng Oánh rất có lý, Diệp Mộng Oánh quyết định mở công ty mới, nàng bỏ tiền đầu tư, tất nhiên sẽ chiếm cổ phần với quyền khống chế. Công ty lại sản xuất sản phẩm theo cách điều chế của Hạ Thiên, phân chia cho Hạ Thiên chút cổ phần, như vậy lại rất đương nhiên. Thật ra Mai Nhược Đình cũng không thèm quan tâm đến tỷ lệ cổ phần của mình, nàng cảm thấy công ty sắp mở sẽ tương đối lớn, đến lúc đó, dù nàng có ít cổ phần nhưng sợ rằng tài sản cũng sẽ nhiều hơn nhà máy dược phẩm Liễu Thị. Mai Tiểu Thư, chị cứ ngồi chơi trước, tôi sẽ điện thoại cho Hạ Thiên. Diệp Mộng Oánh mỉm cười, nàng lấy điện thoại ra bấm số Hạ Thiên. Chương 550, vừa điện thoại vừa đánh người. Dưới ánh mắt ghen ghét và hâm mộ của đám người, Hạ Thiên ôm Mộc Hàm rời khỏi cổng trường Đại học Bắc Kinh. Lúc này cổng trường khá quạnh quẽ, không còn cảnh tượng đánh người, cũng không có công tử nhà giàu bị đánh, chỉ có vài tên sinh viên ra vào mà thôi. Chồng, chúng ta trực tiếp về nhà nhé. Mộc Hàm khẽ hỏi, thật ra bây giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa đến 11 giờ, còn chưa đến giờ cơm trưa. Hạ Thiên nhìn Mộc Hàm rồi hỏi. Vợ,
có phải chị nghĩ đến một điểm vui chơi nào đó rồi không? Cũng không phải nghĩ ra một điểm vui chơi, chỉ muốn đi dạo trên đường một chút. Mộc Hàm khẽ nói. Cũng sắp đến bữa trưa, chúng ta có thể tùy tiện dạo chơi, sau đó ở bên ngoài ăn cơm rồi về. Bây giờ về nhà cũng chẳng có việc gì làm, nếu không tốt còn bị chồng kéo lên giường làm vài cữ. Tuy Mộc Hàm cũng không bài xích với những hoạt động kia, nhưng dù sao nàng cũng cảm thấy làm quá nhiều cũng không phải bình thường. Người ta là bạn tình thì ban ngày thường cùng nhau dạo phố, dù muốn cũng phải chờ đến tối, nàng cảm thấy Hạ Thiên cũng nên giống những người khác, bình thường nên đi dạo phố dùng cơm. Được, chúng ta đi dạo. Hạ Thiên dù không hứng thú với trò dạo phố nhưng hắn thấy Mộc Hàm rất thích, vì vậy quyết định đi chơi với nàng. Mộc Hàm cứ nép lên người Hạ Thiên đi dạo, tuy không có mục đích gì, không biết đi đến những đâu nhưng nàng thích trạng thái này. Vì nàng cảm thấy như vậy sẽ làm mình giống như một người phụ nữ bình thường, trước kia nàng là đặc công, dù là dạo phố cũng có mục đích, thường phải chấp hành nhiệm vụ, dù không thì trong lòng cũng luôn cảnh giác, luôn đề phòng. Nhưng lúc này không giống, nàng chỉ thuần túy đi dạo phố, nàng ôm tay bạn trai không khác gì những người phụ nữ khác. Đáng tiếc là Mộc Hàm cũng chẳng phải là người phụ nữ bình thường, chỉ cần đi dạo vài phút thì nàng đã cảm thấy có gì đó là lạ. Sau đó nàng hỏi Hạ Thiên. Chồng, hình như có hai chiếc xe 16 chỗ đi theo chúng ta. À, tôi biết rồi, từ khi chúng ta rời khỏi trường đại học thì bọn họ đã đi theo rồi. Hạ Thiên ra vẻ chẳng quan tâm. Chồng, chúng ta sang bên kia nhé. Mộc Hàm nhìn bốn phía, sau đó kéo Hạ Thiên đi về phía một con hẻm. Hạ Thiên đang muốn đi qua thì điện thoại vang lên, hắn lấy ra xem, là Diệp Mộng Oánh gọi đến. Sau khi hắn đổi số điện thoại đã nói với Diệp Mộng Oánh, vì vậy nàng mới biết số mới mà điện thoại. Vợ, trước tiên tôi nhận điện thoại cái đã. Hạ Thiên nói một câu rồi nhận điện thoại. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị nhớ tôi rồi sao? Diệp Mộng Oánh ở bên kia nở nụ cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, khi nào thì cậu về Giang Hải? À, còn chưa biết. Hạ Thiên suy nghĩ rồi dùng giọng đề nghị nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, nếu không chị đến tìm tôi đi. Cũng được, nhưng phải để thư thả đã. Diệp Mộng Oánh khẽ nói, sau đó nàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, có chuyện muốn hỏi cậu, cậu có phải đã đưa phương thức điều chế phong nhũ xương cho Vân Anh không? Đúng vậy. Hạ Thiên vẫn nhớ rất rõ điều này, hắn lập tức hỏi. Mỹ nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ chị muốn dùng phong nhũ xương sao? Chị đừng dùng, ngực chị vừa to rồi, to quá cũng không sướng. Diệp Mộng Oánh ở đầu dây bên kia nghe nói như vậy thì cảm thấy xấu hổ, vì vậy một lúc lâu sau cũng không nói gì. Đúng lúc này Hạ Thiên ở bên kia cũng có biến. Hai chiếc xe 16 chỗ nãy giờ luôn đi theo Hạ Thiên và Mộc Hàm đã dừng lại ven đường, hai chiếc xe mở cửa, một nhóm người phóng xuống, ai cũng cầm tuyếp sắt hùng hổ phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên lập tức khó chịu, đám khốn nạn này dám làm phiền lúc hắn đang điện thoại cho mỹ nữ tỷ tỷ, đúng là không biết sống chết. Vì vậy không đợi đám người kia đến gần, Hạ Thiên chủ động tung đá, ten chạy đầu bị đá văng xuống đất. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị đã dùng rồi sao? Hạ Thiên vừa đạp một tên khác vừa nói, sau đó hắn lại an ủi Diệp Mộng Oánh. Dù chị có dùng cũng không sao, lớn một chút cũng không ảnh hưởng, cùng lắm thì quay về tôi sẽ giúp chị xoa bóp ngực, đảm bảo sẽ trở lại như thường. Diệp Mộng Oánh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng giải thích. Không, tôi chưa dùng. Chẳng qua công ty Liễu Thị muốn sản xuất phong nhũ xương, Mai tiểu thư của công ty Liễu Thị muốn bàn bạc hợp tác, chúng tôi muốn mở công ty mới chuyên sản xuất phong nhũ xương của cậu hoặc những sản phẩm bảo vệ sức khỏe khác. Lúc này tôi muốn hỏi ý kiến cậu thấy như vậy có được không? 312.389. Hạ Thiên lại đạp ngã một tên cập tuyếp, sau đó hắn trả lời. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị cứ làm chủ là được, nếu chị muốn cách điều chế sản phẩm gì thì cứ nói. Tôi sẽ đưa tới cho chị. Vậy thì được, công ty mới sẽ chừa cho cậu một phần cổ phần. Diệp Mộng Oánh nói. Mỹ nữ tỷ tỷ, cũng chẳng cần giữ lại cổ phần, nhưng đừng cho Mai Nhược Đình kia quá nhiều, chị ta là vợ của Liễu Kỳ, tôi không thích lão Liễu Kỳ. Hạ Thiên tiếp tục phung chân, hắn đá văng hai người. Tóm lại chị lấy càng nhiều cổ phần càng tốt, dù sao chị cũng là vợ tôi, cũng là của tôi. À, tôi biết rồi. Diệp Mộng Oánh trả lời, sau đó nàng dùng giọng kỳ quái hỏi. Bên cậu có âm thanh gì vậy? Sao nghe giống như có người đang kêu thảm thiết thế? À, mỹ nữ tỷ tỷ, có vài tên cần ăn đòn, tôi đang đánh bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng trả lời, sau đó tung ra một đấm đánh văng một tên,
mà tên này cũng rất biết cách phối hợp mà gào lên. Á! Diệp Mộng Oánh ở bên kia không khỏi ngẩn ngơ, người này vừa điện thoại cho nàng vừa đánh nhau sao? Diệp Mộng Oánh ở bên kia đang ngốc mà bên này cũng có hơn 10 người đang ngây người, đây là đường lớn, tất nhiên có nhiều người qua lại, chỉ sau khoảnh khắc đã có hơn vài chục tên cầm tuyếp đến đánh một người, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của khách bộ hành. Đám người kia vốn đều cho rằng Hạ Thiên và Mộc Hàm sẽ rất thảm, nhưng nào ngờ tình cảnh xảy ra sau đó lại quá khác biệt. Đáng lý sẽ có một tình cảnh đánh nhau qua lại chết chóc như phim Hong Kong, nhưng kỳ quái là tên thanh niên kia vừa đánh người vừa điện thoại, đúng là quá mạnh. Hạ Thiên, vậy tôi không nói nữa, lần sau sẽ nói chuyện tiếp nhé. Diệp Mộng Oánh nghe được nhiều tiếng kêu thảm thiết, tất nhiên nàng sẽ kịp phản ứng, nàng nói xong thì cúp điện thoại, nàng sợ ảnh hưởng Hạ Thiên, nếu hắn bị đán thì rất phiền. Hạ Thiên cũng buồn bực, mỹ nữ tỷ tỷ sao cúp điện thoại nhanh như vậy? Hắn điện thoại cũng đâu có ảnh hưởng gì. Đều do đám ngu ngốc chúng mày muốn chơi anh. Hạ Thiên bắt đầu bất mãn phát tiết trên đám người nằm lăn trên đất, hắn nhấc chân nhấc tay đấm đá. Đại ca, tha mạng em. Đại ca, đừng đánh em nữa. Cứu mạng. Cảnh sát, mau cứu mạng. Đám người bị Hạ Thiên đánh đã cảm thấy chịu không nổi, bọn họ bắt đầu cầu xin tha thứ, nhưng rõ ràng là không hiệu quả, sau đó bắt đầu hô cứu mạng. Đáng tiếc là không có ai hảo tâm cứu giúp. Mãi đến lúc bọn họ thấy một chiếc xe cảnh sát dừng lại bên đường mới lớn tiếng kêu gào. Chương 551, lão già La Dân Sinh. Hai tên cảnh sát xuống xe, một người khoảng 40, một người 20, xem như là người có kinh nghiệm dẫn dắt kẻ trẻ tuổi. Hai người thấy một đám người bị đánh ngã, sau đó còn bị người ta đá lên người liên tục, vì vậy mà lập tức sững sờ. Người kia nhìn qua chỉ thấy bình thường nhưng đánh nhau quá hăng, rõ ràng là trái ngược. Tên cảnh sát trẻ tuổi nhìn Hạ Thiên, trong ánh mắt thậm chí có chút sùng bái, vị huynh đệ kia quá trâu, chỉ cần nhìn dàn ống tuyếp trên mặt đất là thấy đám người kia có xài, hung khí, nhưng lại bị tên kia đánh cho tơi tả. Nhưng khi nhìn thấy Mộc Hàm ở bên cạnh Hạ Thiên thì tên cảnh sát trẻ lại cảm thấy ghen ghét, người phụ nữ này quá ngon hàng, nếu có được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy thì một ngày phải lái máy bay 100 lần mới được. Có chuyện gì xảy ra? Tên cảnh sát trung niên mở miệng nói. Mau dừng tay, đừng đánh, có gì từ từ nói. Chồng, thôi bỏ đi. Mộc Hàm lúc này cũng đến bên cạnh Hạ Thiên rồi khẽ nói. Phiền phức nhất là những tên ngu đến gây phiền phức. Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn còn tung một đá vào người một tên, cuối cùng mới dừng tay. Đám người trên mặt đất đã không còn cảm giác đau, vì bọn họ đã hôn mê bất tỉnh, chẳng còn cảm thấy đau đớn. Tiểu Vương, mau gọi xe cứu thương. Tên cảnh sát trung niên nói thấy tình huống có vẻ kỳ lạ, vì vậy tranh thủ phân phó tên cảnh sát trẻ tuổi. Tên cảnh sát trẻ tuổi lập tức gọi điện thoại, lúc này tên cảnh sát trung niên nhìn Hạ Thiên rồi hỏi dò. Có chuyện gì vậy? Sao lại đánh người ta như vậy? Cảnh sát, tôi và chồng đang đi dạo phố, những người này đột nhiên cầm ống tuyếp lao đến, chồng tôi chỉ ra tay tự vệ, tuy chồng tôi ra tay hơi nặng nhưng đây cũng chỉ là phòng vệ mà thôi. Mộc Hàm mở miệng nói. Tên cảnh sát trung niên nhìn hơn vài chục cây tuyếp trên mặt đất, hơn nữa lại nhìn đám người, hắn thấy có vài gương mặt thân quen, đều là lưu manh thủ đô, sau đó lại nhìn thấy hai chiếc xe 16 chỗ, cuối cùng cũng tin tưởng lời nói của Mộc Hàm. Nhưng vấn đề là tên cảnh sát trung niên thấy trên mặt đất có vài chục người nằm bất tỉnh nhưng tên khốn phòng vệ chính đáng kia lại chẳng có việc gì, hơn nữa quần áo cũng không bẩn, nếu như vậy thì đúng là quá sức tưởng tượng. Tên cảnh sát trung niên còn định nói gì đó nhưng đang định mở miệng thì tên cảnh sát trẻ đã đi đến bên cạnh rồi khẽ nói. Chú Mạnh, chú xem cô ấy có phải rất quen không? Hình như là Mộc Hàm mà cục trưởng đã nói chúng ta tìm kiếm. Tên cảnh sát trẻ tuổi trước nay luôn chú ý đến người đẹp, khi hắn thấy Mộc Hàm thì đã cảm giác quen quen, sau đó nhanh chóng nghĩ ra đối phương là người đẹp mà vài ngày trước hầu như tất cả cảnh sát thủ đô đều phải truy tìm, nhưng hắn không thể nào xác nhận. Tên cảnh sát trung niên được gọi là chú Mạnh nghe nói như vậy cũng không nhìn được phải nhìn kỹ Mộc Hàm, sau đó cũng nghĩ ra, người đẹp tóc vàng này rất quen mắt, hình như là Mộc Hàm. Xin hỏi chỉ có phải là Mộc Hàm tiểu thư không? Tên cảnh sát trung niên mở miệng hỏi. Không sai, tôi là Mộc Hàm. Mộc Hàm khẽ gật đầu, nàng biết Hạ Thiên từng để cho 60.000 cảnh sát thủ đô tìm mình, vì vậy tên cảnh sát biết nàng cũng chẳng có gì kỳ quái. Đúng là Mộc Hàm rồi. Tên cảnh sát trung niên có chút kích động, trước đó cục trưởng cục công an thành phố đã có nói rõ, bất kể ai tìm thấy Mộc Hàm đều phải điện thoại cho mình,
cũng vì điều đó mà tạo nên động lực cho biết bao cảnh sát. Phải biết rằng phần lớn cảnh sát còn chưa được nhìn tận mặt cục trưởng, lại càng chưa nói đến vấn đề gọi điện thoại trực tiếp, nếu người nào được gọi điện thoại cho cục trưởng, sợ rằng sau này địa vị ở cục công an cũng không còn như trước. Mộc Hàm tiểu thư, xin chị chờ chút, trước tiên chúng tôi điện thoại cho cục trưởng. Tên cảnh sát trung niên nói, giọng điệu đã trở nên rất khách khí. Được. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên lại chen ngang một câu. Này, chú định gọi điện thoại cho lão già La Dân Sinh kia sao? Tên cảnh sát trung niên vừa định lấy điện thoại ra quay số chợt sững sờ, sau đó hắn vô thức trả lời. Đúng vậy, chúng tôi gọi điện thoại cho cục trưởng Lamborghini. À, vậy chú thuận tiện nói cho lão ấy biết, đừng có tìm vợ tôi nữa, tôi tự tìm được rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Tên cảnh sát trung niên chợt sững sờ, người này quen biết cục trưởng La sao? Xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào? Tên cảnh sát trung niên lại hỏi. Tôi là Hạ Thiên, ông lão kia biết tôi là ai, mau điện thoại đi. Hạ Thiên có chút mất kiên nhẫn. À, được, tôi sẽ gọi điện thoại. Lúc này tên cảnh sát trung niên đã hoàn toàn bị Hạ Thiên làm cho hoảng sợ, hắn không dám đắc tội với Hạ Thiên, chỉ vội vàng quay số. Điện thoại chuyển rất nhanh, bên kia vang lên giọng điệu hiền hòa của La Dân Sinh. Tôi là La Dân Sinh. La, cục trưởng La, chào anh, tôi là Mạnh Đại Binh đến từ phân cục Hải Điến, tôi. Tôi có chuyện muốn báo cáo với anh. Tên cảnh sát trung niên là Mạnh Đại Binh có vẻ rất kích động, vì vậy mà trở nên lắp bắp. Nói đi. Có chuyện gì? La Dân Sinh ngược lại, lão rất thoải mái. Cục trưởng La, tôi đã thấy Mộc Hàm tiểu thư. Mạnh Đại Binh cuối cùng cũng trấn tĩnh hơn. Mộc Hàm sao? La Dân Sinh không tự giác phải lên giọng. Cô ấy ở đâu? Các trường đại học Bắc Kinh không xa, chỗ này còn có một đám lưu manh muốn tập kích cô ấy và một người khác. Mạnh Đại Binh nhanh chóng nói, sau đó lại nghĩ đến lời của Hạ Thiên, hắn tiếp tục nói. Cục trưởng! Người cùng đi với Mộc Hàm là Hạ Thiên, cậu ấy bảo tôi nói với anh, nói anh không cần tìm vợ dùm cậu ấy nữa. Anh nói Hạ Thiên đi cùng Mộc Hàm sao? La Dân Sinh không chờ Mạnh Đại Binh nói dứt lời, lão cắt ngang. Đúng vậy, cục trưởng. Mạnh Đại Binh trả lời. À, anh đưa điện thoại cho Hạ Thiên, tôi muốn nói với cậu ấy vài câu. La Dân Sinh trầm giọng nói. Vâng, vâng. Mạnh Đại Binh vội vàng đưa điện thoại cho Hạ Thiên. Hạ Tiên Sinh, cục trưởng muốn nói vài câu với anh. Hạ Thiên nhận điện thoại. Này, ông lão, ông muốn nói gì? Hạ Thiên, trước đó tôi không liên lạc với cậu, chẳng qua vì số điện thoại của cậu không liên lạc được. La Dân Sinh trước đó đã điều động cảnh sát tìm kiếm Mộc Hàm, nhưng một ngày mà không có kết quả, vì vậy lão mới bỏ qua. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, lão không thể nào tiếp tục điều động 60.000 cảnh sát ở thủ đô chỉ tìm một người. Bọn họ còn có nghiệp vụ cần phải làm. Nhưng lúc đó lão cũng muốn điện thoại giải thích với Hạ Thiên, lão lại không gọi được, vì vậy muốn giải thích một câu. Ông lão, tôi đã đổi số điện thoại, nhưng tôi cũng không muốn nói cho ông biết, dù sao cảnh sát cũng chẳng làm ăn ra gì, tìm người cũng không ra. Được rồi, tôi chẳng muốn nói nhảm với ông, tôi cùng vợ đi dạo phố đây. Hạ Thiên cắt ngang lời La Dân Sinh, hắn nói vài câu rồi trực tiếp đưa điện thoại cho Mạnh Đại Binh rồi kéo Mộc Hàm tiếp tục đi dạo. Mạnh Đại Binh có chút sững sờ, hắn nhận điện thoại rồi trơ mắt nhìn Hạ Thiên và Mộc Hàm bỏ đi. Hắn không dám ngăn cản, trong lòng cũng thầm nói, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Đúng là hàng khủng, dám nói chuyện với cục trưởng như vậy. Đúng lúc này một chiếc Audi A8 chạy đến không một tiếng động, sau đó dừng lại ở bên cạnh Mộc Hàm và Hạ Thiên. Chương 552, Bạch Tiểu Lỗi. Chị Mộc Hàm. Một giọng nam có vài phần từ tính truyền đến, cửa xe mở ra. Một người đàn ông khôi ngô bước xuống. Người này mặc tây trang bạch sắc, làn da ngăm đen nhưng lại mặc đồ trắng, đúng là trái ngược sinh ra cảm giác đánh sâu vào thị giác. Khi thấy người này thì Mộc Hàm có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói lời nào, người đàn ông quay đầu nhìn Hạ Thiên rồi duỗi tay phải nói. Hạ Thiên, kính ngưỡng đã lâu, tôi là Bạch Tiểu Lỗi. Người này rất khách khí nên Hạ Thiên bắt tay với hắn, sau đó Hạ Thiên dùng giọng tò mò hỏi. Anh đen như vậy sao lại có họ Bạch? À, Bạch Tiểu Lỗi có chút xấu hổ. Điều này, đúng là không có biện pháp, là di truyền, là di truyền. Chồng, vị này là tam thiếu gia của Bạch gia trong ba tiểu gia tộc thủ đô, là Bạch tam thiếu gia, Nhâm Trung Hằng chính là thủ hạ của anh ấy. Mộc Hàm nói với Hạ Thiên,
giọng điệu tuy không lớn nhưng có thể cho Bạch Tiểu Lỗi nghe được rõ ràng. Nhìn qua thì thấy nàng giống như giới thiệu thân phận của Bạch Tiểu Lỗi, nhưng thực tế nàng cũng nói rõ về Bạch Tiểu Lỗi, nàng biết khá rõ về đối phương. Hạ Thiên lập tức mất hứng. Nhâm Trung Hằng không phải đã nói không có đại ca sao? Hắn dám gạt tôi phải cho hắn một trận. Chồng, Nhâm Trung Hằng thật sự cũng không gạt cậu, chẳng qua hắn chẳng dám bán đứng Bạch Tam thiếu gia mà thôi. Mộc Hàm lại nói đỡ cho Nhâm Trung Hằng một câu. Hạ Thiên, thật ra tôi cũng không tính là đại ca của Nhâm Trung Hằng, chẳng qua hai bên có chút quan hệ hợp tác mà thôi. Bạch Tiểu Lỗi giải thích cho Nhâm Trung Hằng. Mộc Hàm đón lời. Bạch Tam thiếu gia cần gì phải khiêm nhường như vậy? Tôi tin anh nói gì thì Nhâm Trung Hằng đều phải làm theo, nếu nói anh là đại ca thì cũng không phải là giả. À, chị Mộc Hàm, nếu nói như vậy cũng chưa hẳn, nhưng tôi thật sự là bạn của Hằng ca. Bạch Tiểu Lỗi có chút xấu hổ, trong lòng thầm nói, người phụ nữ này không hổ danh là người Long Tổ, đúng là cái gì cũng biết. Bạch Tam thiếu gia, những thứ này không cần phải giải thích, anh tìm chúng tôi có chuyện gì? Mộc Hàm mở miệng hỏi, nàng tin Bạch Tiểu Lỗi xuất hiện ở đây là có nguyên nhân, tuyệt đối sẽ chẳng đơn thuần chỉ đến chào hỏi bọn họ. Bạch Tiểu Lỗi không khỏi thở ra một hơi, trong lòng có chút cảm kích vì lời nói mở đường của Mộc Hàm. Hắn gật đầu rồi nói. Chị Mộc Hàm, tôi thật sự có chuyện muốn nói với chị và Hạ Thiên, nhưng nơi đây cũng không tiện, nếu hai người không ngại thì chúng ta đổi chỗ nhé. Bạch Tiểu Lỗi dừng lại một chút rồi bổ sung. Bây giờ cũng đã đến giữa trưa, tôi mời hai vị dùng cơm, vừa ăn vừa nói, thế nào? Chồng, cậu thấy thế nào? Mộc Hàm quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên suy nghĩ rồi khẽ gật đầu. Được rồi, người này nhìn có vẻ không tệ, nể mặt đi ăn một bữa cơm cũng không sao. Đa tạ đã nể mặt, Hạ Thiên, chị Mộc Hàm, mời hai vị lên xe. Bạch Tiểu Lỗi thấy Hạ Thiên đồng ý thì rất vui sướng, hắn vội vàng kéo cửa xe. Mộc Hàm mỉm cười kéo Hạ Thiên lên xe, cũng may khu vực lân cận không có vài người biết được thân phận của Bạch Tiểu Lỗi, nếu không tình cảnh vừa rồi sẽ làm người ta lồi mắt. Đường đường là Bạch Tam thiếu gia mà đi làm tài xế cho người ta, điều này rất khó tưởng. Bạch Tiểu Lâu nghe qua có vẻ là tên người nhưng thực tế lại là một nhà hàng. Nơi này cũng không có danh tiếng gì ở thủ đô nhưng vào mới cảm thấy rất đắt, một bình trà ở bên trong cũng hơn 10 ngàn, một bữa cơm cũng vài chục ngàn, rõ ràng không phải là địa phương mà người thường có thể vào dùng cơm. Thật ra Bạch Tiểu Lâu chính là nhà hàng mà Bạch Tiểu Lỗi mở ra, nơi đây là chốn kinh doanh lỗ vốn, tất nhiên hắn cũng chẳng trông cậy vào lợi nhuận ở đây, bình thường hắn chỉ dùng nơi đây để tiếp khách. Trong nhà hàng dù là người pha trà hay đầu bếp đều là đỉnh cấp, có thể làm cho những vị khách khó tính nhất cảm thấy thỏa mãn. Tất nhiên hắn chiêu đãi ở đây còn vì một nguyên nhân khác, vì nơi đây rất an toàn. Bây giờ Bạch Tiểu Lỗi mở tiệc chiêu đãi Hạ Thiên và Mộc Hàm trong Bạch Tiểu Lâu, hắn dùng tay rót trà nói. Hạ Thiên, Mộc Hàm tiểu thư, trước tiên uống một ly trà, đây là đại hồng bào, nghe nói rất đỉnh cấp, mời mọi người dùng thử. Hạ Thiên nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn tán dương một câu. Cũng không tệ lắm. Mộc Hàm cũng phẩm trà không nhanh không chậm, nàng cũng khá hiểu rõ vị Bạch Tam thiếu gia này, Long Tổ biết rất rõ về những thế lực giang hồ ở thủ đô, nhưng những người này không gây hại cho an toàn của quốc gia, vì vậy Long Tổ cũng không ra tay. Tất nhiên biết trước tư liệu về bọn họ chỉ là đề phòng tai họa bất ngờ mà thôi. Mộc Hàm tiểu thư, có phải chị cũng nghe qua về Thái tử Minh phải không? Bạch Tiểu Lỗi lúc này mới mở miệng hỏi. Thái tử Minh sao? Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Đây không phải là một đám tự cho mình là thái tử trong thể chế sao? Mộc Hàm tiểu thư, trước kia tôi cũng nghĩ là như vậy. Vẻ mặt Bạch Tiểu Lỗi trở nên ngưng trọng. Đáng lý ra trên khắp thủ đô, cái gọi là thái tử cũng là rất nhiều, nhưng những vị con nhà quan này trước kia rất an phận. Vài năm trước một nhóm chẳng phải là con nhà quan tập trung lại tạo thành thái tử Minh, những người này chỉ ngẫu nhiên làm vài cuộc họp mặt, không có hành vi gì quá đáng, hầu như không ai quan tâm. Nhưng nửa tháng gần đây sự việc phát sinh biến hóa. Biến hóa gì? Mộc Hàm hỏi. Trên giang hồ thủ đô chợt xuất hiện một bang hội là Thái tử Minh, bang hội này tiếp nhận tất cả các yêu cầu, chỉ cần cho giá cao, dù là giết người phóng hỏa hay cướp gái, bọn họ đều làm cả. Hơn nữa bọn họ còn đưa ra một thông điệp cho các bang hội khác ở thủ đô, cần phải quy thuận Thái tử Minh. Bạch Tiểu Lỗi chậm rãi nói. Đáng lý ra cơ bản chẳng có ai quan tâm đến đám người này. Nhưng vài hôm trước bọn họ bắt đầu ra tay, đã có ba đại ca các bang hội khác bị bọn họ ra tay, mà đêm trước Mộc Hàm tiểu thư mà không đến đúng lúc,
sợ rằng cả nhà Nhâm Trung Hằng cũng khó tránh khỏi tử cục. Có chuyện này sao, Thái tử Minh này có liên quan gì đến Thái tử Minh trước kia không? Vẻ mặt Mộc Hàm có hơi biến đổi, phải biết rằng thủ đô dưới chân thiên tử, dù nơi đây cũng có hắc bang nhưng so sánh với địa phương khác thì ẩn nhẫn hơn, không dám kiêu ngạo quá mức. Bây giờ Thái tử Minh quá kho trương, rõ ràng đã phạm vào điều tối kỵ ở thủ đô, nếu Thái tử Minh này có liên quan đến Thái tử Minh kia, nếu nói theo lý thì bọn họ phải kiêng kỵ mới đúng. Tạm thời tôi còn chưa xác định, nhưng tôi biết rõ Thái tử Minh này đang nghe hiệu lệnh của một tên gọi là Thái tử. Bạch Tiểu Lỗi trả lời. Hạ Thiên lúc này lại nói. Có phải tên Thái tử kia không? Chương 553 Tiểu Hắc. Bạch Tiểu Lỗi nghe được lời nói của Hạ Thiên mà chợt ngây người. Hạ Thiên, cậu đang nói đến ai? Ở huyện Lâm Giang có một nhóm người buôn ma túy, tổ chức này của con một viên bí thư huyện ủy tên là Thái Bằng Trình. Nửa tháng trước hắn đã tự cho nổ nhà xưởng của mình, sau đó không biết đã chạy đến phương nào. Mộc Hàm ở bên cạnh giải thích, trước đó nàng cũng theo Hạ Thiên đến huyện Lâm Giang, tất nhiên nàng cũng biết người có tên là Thái tử này. Đúng vậy, tên Thái tử kia rất phiền phức, đáng tiếc là trước đó tôi không bắt được hắn, nếu không tôi đã sớm xử lý hắn rồi. Hạ Thiên nhớ đến chuyện này thì rất khó chịu, hắn muốn xử lý ai thì kẻ đó rất ít khi có thể chạy trốn, nhưng tên khốn Thái tử kia lại chạy mất. Điều này làm hắn cảm thấy rất mất mặt. Tôi cũng không biết tên của Thái tử trong Thái tử Minh, cũng không biết bộ dạng của hắn ra sao, nghe nói rất thần bí, vì vậy hắn có phải là Thái Bằng Trình hay không thì tôi không thể xác định được. Bạch Tiểu Lỗi có chút trầm ngâm, hắn nói. Nhưng có một vấn đề tôi biết khá rõ, đó là nhóm Thái tử Minh kia thường hút thuốc phiện, cả đám trai gái tập trung chích hút, sau đó chơi bời, dù sao cũng rất đáng ghét. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Tôi cũng biết rõ vài thứ, trước đó vài người trong nhóm Thái tử Minh đều không phải loại gì đàng hoàng, cả ngày chỉ biết tụ tập hút thuốc. Đã từng có tên hút thuốc phiện chạy xe và xảy ra tai nạn chết người, nhưng trước đó đám này chỉ biết đắm chìm một mình vào trong hủ bại, cũng không làm gì quá nhẫn tâm, bọn họ lại tập trung lại với nhau, năng lượng rất lớn, vì vậy trước nay không ai quản bọn họ làm quái gì. À, nếu tên Thái tử kia có liên quan đến Thái Bằng Trình ở Lâm Giang, như vậy chẳng cần quan tâm bọn họ là gì. Tôi sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thế này đi, trước tiên tôi sẽ cho người điều tra, nếu bọn họ thật sự có liên quan, tôi sẽ nói cho hai người biết. Bạch Tiểu Lỗi suy nghĩ rồi nói. Được, Tiểu Hắc anh đi thăm dò đi. Hạ Thiên lười biếng nói. Sao, Tiểu Hắc nào? Gương mặt Bạch Tiểu Lỗi trở nên đen xì, tuy hắn rất đen nhưng rõ ràng là họ Bạch. Đúng vậy, anh đen như than, tất nhiên là Tiểu Hắc. Chẳng lẽ gọi là Tiểu Bạch sao? Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên, sau đó hắn quay đầu nhìn Mộc Hàm. Vợ, thật ra tôi cảm thấy Tiểu Hắc dễ nghe hơn Tiểu Bạch, chị thấy thế nào? Mộc Hàm cười quyến rũ. Chồng, cậu cảm thấy dễ nghe là tốt. Này, nếu anh thật sự không muốn bị gọi là Tiểu Hắc thì tôi có thể gọi là Tiểu Bạch. Hạ Thiên dùng ánh mắt thông cảm nhìn Bạch Tiểu Lỗi. Thôi được, tôi là Tiểu Hắc. Bạch Tiểu Lỗi cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, những năm nay Tiểu Bạch cũng chẳng có gì hay, nhưng nếu gọi là Tiểu Bạch thì hắn thà bị gọi là Tiểu Hắc. Hạ Thiên tương đối hài lòng. Tiểu Hắc anh quả nhiên dễ bảo. Hạ Thiên nhìn Bạch Tiểu Lỗi rồi nói thêm. À, tôi cảm thấy anh cũng không tệ lắm, thế này gì, tôi thu anh làm tiểu đệ, anh nhớ nói rõ với Nhâm Trung Hằng kia, tôi không cần hắn ta làm tiểu đệ nữa. À, điều này. Bạch Tiểu Lỗi chợt ngẩn ngơ. Người này đúng là quá trâu, mở miệng là muốn thu hắn làm tiểu đệ, trong thủ đô nào có người nào được như vậy, dù là Triệu công tử cũng chẳng dám mở mồm như vậy. Tôi không có thói quen cùng xài chung tiểu đệ, vì vậy không cần tên Nhâm Trung Hằng kia nữa, cho anh thay thế vị trí, coi như anh may mắn, bình thường tôi cũng không thu tiểu đệ đâu. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Bạch Tiểu Lỗi. Nếu anh không muốn làm tiểu đệ cũng chẳng sao, tôi cũng không muốn nhận anh. Nếu chẳng phải Nhâm Trung Hằng có thể tìm vợ về, Hạ Thiên sẽ không có hứng nhận hắn làm tiểu đệ, dù sao bây giờ đã có được vợ, không có tiểu đệ cũng chẳng sao. Tình nguyện, tôi tình nguyện, đại ca, anh nói không sai, đây đúng là vinh hạnh của tôi. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng nói, sau đó hắn đứng lên rót trà cho Hạ Thiên và Mộc Hàm. Đại ca, đại tẩu, mời hai vị dùng trà. Như vậy mới tốt. Hạ Thiên rất hài lòng, Mộc Hàm thì giật mình. Bạch Tam thiếu gia cứ như vậy mà nhận Hạ Thiên làm đại ca sao? Nếu điều này truyền ra ngoài thì sợ rằng cả thủ đô sẽ chấn động,
phải biết rằng Bạch Tiểu Lỗi cũng không phải là hạng người như tứ thiếu gia thủ đô, hắn thật sự là danh nhân ở thủ đô. Nhưng Mộc Hàm cũng hiểu được ý đồ của Bạch Tiểu Lỗi, không thể nghi ngờ với thân phận của hắn thì biết được nhiều chuyện, vì vậy tất nhiên hắn phải biết rõ Hạ Thiên, nếu nhận Hạ Thiên làm đại ca thì chẳng có gì là thiệt thòi. Đúng rồi, đại ca, vừa rồi đám người vừa tập kích anh là của Thái Tử Minh, có lẽ là Lục Tinh trả tiền để bọn họ ra tay. Bạch Tiểu Lỗi lúc này còn nói thêm, hắn lập tức tiến vào vai trò một tiểu đệ. Co được giản được mới là trượng phu, đây là một quan niệm nhân sinh của Bạch Tiểu Lỗi, hắn lăn lộn giang hồ nên rất tin tưởng vào chân lý này. Xã hội hiện đại thì thực lực quyết định tất cả, vì vậy hắn cảm thấy mình làm tiểu đệ cho Hạ Thiên cũng chẳng có gì là dọa người, vì trong mắt hắn thì Hạ Thiên là cường giả chân chính, dù là Lý gia cũng không chịu nổi. Hạ Thiên có thể để cho một người chết sống lại, cũng có thể làm người ta chết đi không một tiếng động. Dù xã hội này lực lượng đơn thuần không thể quyết định được tất cả nhưng năng lực Hạ Thiên quá mạnh, hắn có thể thay đổi được mọi thứ. À, tên vừa mù vừa thái giám kia hả? Để lần sau tôi đi xử lý hắn. Hạ Thiên hời hợt nói. Đại ca, Lục Tinh chỉ là tiểu nhân vật, thật ra không cần anh ra tay, nếu anh không ngại thiếp giao cho em là được. Bạch Tiểu Lỗi chủ động xung phong giết giặc, trong mắt hắn thì Lục Tinh quả thật chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Vậy thì được, tôi sẽ giao cho anh đi làm. Hạ Thiên quả thật cũng không có tâm tình đối phó với ba nhân vật nhỏ nhặt kia, điều này cũng làm hắn phát hiện ra thu nhận tiểu đệ cũng khá tốt. Mộc Hàm khẽ nhắc nhở một câu. Thủ đô không phải là địa phương bình thường, cố gắng đừng gây ra sự kiện chết người, đừng vì vài nhân vật nhỏ mà sinh ra phiền toái không cần thiết. Cảm ơn đại tẩu đã nhắc nhở, tôi biết phải làm sao. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng gật đầu nói, sau đó hắn giải thích một câu. Thật ra Lục Tinh chỉ là một tên có chút tiền mà thôi, tôi làm cho hắn phá sản là được, nếu hắn không có tiền thì khỏi cần xử lý, tự hắn sẽ xử lý mình. Những năm gần đây xử lý một người có rất nhiều phương pháp, cũng không nhất định phải trực tiếp ra tay, vì mỗi năm có hàng loạt người phá sản tự sát, nhiều hơn một Lục Tinh cũng chẳng ai để ý. Đúng lúc này điện thoại của Bạch Tiểu Lỗi lại vang lên, một phút sau hắn đặt điện thoại xuống rồi dùng giọng giọng có chút bất an nói. Đại ca! Có chuyện tôi muốn nói với anh. Chương 554, tiểu yêu tinh nhàm chán. À, Lý Minh Quang ngu ngốc đã trốn viện sao? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Bạch Tiểu Lỗi không khỏi kinh hoàng. Đại ca, sao anh biết? Vừa rồi có người điện thoại báo cho anh, tôi nghe được. Hạ Thiên tỏ vẻ đương nhiên, mà Bạch Tiểu Lỗi lại càng cảm thấy lựa chọn của mình là chính xác. Rõ ràng những lời đồn về Hạ Thiên không quá khoa trương. Ngược lại năng lực của Hạ Thiên còn mạnh hơn cả lời đồn, chỉ cần khả năng vừa rồi cũng tuyệt đối là kinh người. Mộc Hàm có chút kỳ quái. Chồng, sao Lý Minh Quang lại phải trốn viện? Mộc Hàm đã biết Lý Minh Quang bị Hạ Thiên đánh cho rất thảm, nhưng nàng không nghĩ ra vì sao Lý Minh Quang lại phải trốn. Nếu Hạ Thiên đến bệnh viện tìm Lý Minh Quang thì trốn cũng chẳng sao, nhưng vấn đề là Hạ Thiên không biết Lý Minh Quang ở đâu, như vậy trốn làm gì? À, nghe nói Long Tổ muốn bắt hắn. Lý Minh Quang nhận được tin tức, thương thế chưa lành nhưng vẫn phải bỏ chạy. Hạ Thiên nói rõ tình huống cho Mộc Hàm. Long Tổ muốn bắt hắn sao? Mộc Hàm khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy sự việc không tầm thường, đây tuyệt đối là Triệu Công Tử hạ lệnh. Nhưng rõ ràng nếu Triệu Công Tử muốn bắt Lý Minh Quang thì khó thể có tin tức truyền ra, trừ khi tin tức này do chính Triệu Công Tử tự tung ra ngoài. Đại Tẩu, nghe nói Lý Minh Quang giết người của Long Tổ, vì vậy Long Tổ muốn bắt hắn. Nhưng trước khi người Long Tổ đến bệnh viện thì đã có y tá báo cho Lý Minh Quang, kết quả là Lý Minh Quang chạy mất. Bạch Tiểu Lỗi giải thích, hắn nói sự việc khá rõ ràng. Nếu sớm biết hắn ở bệnh viện thì tôi nên xử lý cho xong. Hạ Thiên có chút tiếc nuối, hắn cũng muốn xử lý Lý Minh Quang từ trước, đáng tiếc là Tống Ngọc Mị lại phá hoại, nói đi nói lại cũng là Tống Ngọc Mị. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng đón lời. Đại ca, tôi sẽ để thủ hạ xem xét. Nếu thấy Lý Minh Quang thì báo cáo ngay. Ừ, cậu cũng là người biết làm việc. Hạ Thiên càng thỏa mãn về một tiểu đệ như Bạch Tiểu Lỗi, hắn cảm thấy Bạch Tiểu Lỗi khá hơn rất nhiều so với tên mập. Nếu Bạch Tiểu Lỗi biết mình bị Hạ Thiên so sánh với tên mập, hắn nhất định sẽ cực kỳ buồn bực. Hắn đường đường là Bạch Tam thiếu gia, căn bản không cùng một cấp so với một tên mập đang học đại học. Lúc này Bạch Tiểu Lỗi nhìn đồng hồ, sau đó hắn đề nghị. Đại ca, đại tẩu. Bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta dùng cơm nhé. Được. Hạ Thiên cũng tỏ vẻ tán thành, chỉ cần Hạ Thiên tán thành thì Mộc Hàm không có ý kiến.
Phòng bếp đã chuẩn bị tốt, lúc này Bạch Tiểu Lỗi lên tiếng phân phó thì đồ ăn đã được đưa đến. Không thể không nói Bạch Tiểu Lỗi thật sự rất xa xỉ, tuy Hạ Thiên không hiểu gì nhưng Mộc Hàm lại có thể tính ra, chỉ cần là món ăn cũng trên cả triệu, còn chưa nói đến hai chai rượu quý. Đúng lúc này ở thành phố Giang Hải, tòa nhà Hải Giang, công ty công nghệ Lam Thiên, Khổng Mính, ra dùng cơm thôi. Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng làm việc, nàng khẽ nói một câu với Lục Tinh và Khổng Mính, đồng thời còn đùa một câu. Tôi nói hai người không chú ý ảnh hưởng, giữa ban ngày trong văn phòng có không ít đàn ông độc thân mà anh em, không phải làm người khác khó chịu sao. Tôn Hinh Hinh, bạn đi trước đi, nhớ mang cơm về giúp mình. Khổng Mính cũng không quay đầu lại mà nói một câu. Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực. Này, Khổng Mính, bạn làm gì đấy, bận như vậy sao? Tôn Hinh Hinh nhìn đám người trong phòng làm việc mà càng thêm kỳ quái. Tôi thấy mọi người hình như không có việc gì làm mà. Giám đốc Tôn, không phải chúng tôi không có việc gì làm, chẳng qua là không thể làm được. Một nhân viên nam nhìn không được phải nói. Tôn Hinh Hinh càng thêm kỳ quái. Sao không thể làm việc được? Máy tính đều bị nhiễm virus. Khổng Mính quay đầu nhìn Tôn Hinh Hinh, vẻ mặt rất mệt mỏi. Đã làm đủ mọi cách hơn 2 giờ nhưng còn chưa diệt hết virus. Khi thấy vẻ mặt Tôn Hinh Hinh có chút mơ hồ thì Khổng Mính không khỏi cảm thấy có chút kỳ quặc. Ủa, máy tính của bạn không việc gì sao? Không có gì, nhưng sáng nay mình không lên mạng. Tôn Hinh Hinh trả lời. Lúc này Lục Tinh cũng quay đầu đau khổ. Điều này, Tôn Hinh Hinh, nếu không thì bạn điện thoại hỏi Hạ Thiên xem. Hỏi Hạ Thiên làm gì? Tôn Hinh Hinh càng kỳ quái. Cậu ấy nào có hiểu về máy tính đâu. Hạ Thiên không hiểu, nhưng cậu ấy quen biết Tiểu Yêu Tinh. Khổng Mính đón lời. Virus này 8 phần do Tiểu Yêu Tinh phát ra. Tiểu Yêu Tinh sao? Tôn Hinh Hinh có chút kinh ngạc, nàng biết rõ Tiểu Yêu Tinh nhưng lại không quá quen thuộc, nàng chỉ kỳ quái vì sao Khổng Mính biết Tiểu Yêu Tinh là người phát tán virus. Virus này có tên là Tiểu Yêu Tinh nhàm chán, tôi qua Tiểu Yêu Tinh vừa đánh bại Nick và Firebird, cô ấy đã lên vị trí đệ nhất hacker. Nghe nói bây giờ cô ấy là độc cô cầu bại. Lục Tinh có chút bất đắc dĩ. Sáng hôm nay tự nhiên có một virus như vậy lây lan trên mạng, tôi cảm thấy con virus này do Tiểu Yêu Tinh nhàm chán làm ra. Này, Tôn Hinh Hinh, bạn cũng đừng hỏi nữa, nếu thật sự là Tiểu Yêu Tinh làm ra, như vậy bạn nói người ta cho chúng tôi một phần mềm diệt virus, nếu tiếp tục như vậy thì sao có thể làm việc được. Khổng Mính ở bên kia thúc giục, nàng thật sự không còn cách nào khác. Được rồi. Để tôi điện thoại hỏi một chút. Tôn Hinh Hinh đành phải đồng ý, sau đó nàng lấy điện thoại ra bấm số Hạ Thiên. Hạ Thiên nhận được điện thoại của Tôn Hinh Hinh đúng lúc dùng xong cơm trưa, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu virus là thứ quái quỷ gì, nhưng hắn vẫn dựa theo lời đề nghị của Tôn Hinh Hinh mà điện thoại cho Tiểu Yêu Tinh. Ta là Tiểu Yêu Tinh vô dịch và tịch mịch, ta đang ngủ, nếu là chồng điện thoại đến thì bấm số 1, nếu là chị Hàm thì bấm số 2, nếu là đại ca của ta, yêu cầu bấm số 3. Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh như vậy. Hạ Thiên bấm số 1, bên kia vang lên âm thanh của Tiểu Yêu Tinh. Chồng, em đang ngủ, nếu em chưa nhận điện thoại thì rõ ràng là chưa thức dậy, nếu anh không có việc gì gấp thì chờ em điện thoại đến, nếu anh có việc gấp thì đến giường tìm em. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì rất muốn cho Tiểu Yêu Tinh một trận đòn như xương, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã tự động tắt máy. Vợ, chúng ta về thôi. Hạ Thiên bây giờ cũng chỉ có thể trở về tìm Tiểu Yêu Tinh. Ừ, được. Mộc Hàm gật đầu, sau đó nàng đứng lên đi theo Hạ Thiên. Đại ca, đại tẩu, tôi sẽ đưa mọi người về. Bạch Tiểu Lỗi cũng đứng lên, sau đó hắn tiến lên kéo cửa phòng. Hạ Thiên và Mộc Hàm đi ra ngoài, Bạch Tiểu Lỗi đi theo phía sau, đúng lúc có một cặp nam nữ cười hi hi ha ha đi đến. Chương 555, cực phẩm nam nữ. Đây là một cặp nam nữ rất trẻ, nam rất cao, làn da trắng, nếu nói Bạch Tiểu Lỗi như người châu Phi thì người này phải như người Âu Mỹ, cực kỳ đối lập. Còn người phụ nữ, tướng mạo rất tốt, dáng người cũng trưởng thành, hai người vừa đi vừa trêu đùa, bộ dạng không coi ai ra gì, hình như bọn họ cũng quên đây là nơi công cộng. Khi thấy hai người này thì Bạch Tiểu Lỗi khẽ nhíu mày, hắn tiến lên rất nhanh rồi ngăn cản cả hai người, khi hắn đang định mở miệng thì tên đàn ông kia đã mở miệng nói. Ủa, Bạch Tam thiếu gia, trùng hợp vậy sao? Bạch Tiểu Lỗi nghe nói như vậy thì thầm mắng trong lòng, trùng hợp cái gì? Mày cố ý đến đây mà còn giả vờ sao?
Tuy trong lòng rất bất mãn nhưng Bạch Tiểu Lỗi cũng không mở miệng la mắng, hắn chỉ dùng giọng châm chọc nói. Viên Lão Tam, anh thật sự có hứng thú với nơi này sao? Tháng này anh đã đến đây 3 lần rồi. Đúng vậy, Bạch Tam thiếu gia, gần đây tôi rất thích đến xem địa bàn của anh. Viên Lão Tam lộ ra nụ cười quái dị, sau đó hắn vỗ nhẹ lên mông người phụ nữ ở bên cạnh. Anh nói không sai chứ, mỗi đêm anh đều vào nhìn em, ha ha. Ừ, người phụ nữ nở nụ cười nịnh nọt, sau đó nàng yêu kiều nói. Người ta rất thích cho anh xem. Viên Lão Tam, như vậy thì hoan nghênh anh vào xem nhiều nhiều một chút, địa bàn của tôi đều là những thứ mà tôi đã dùng qua, phục vụ tương đối khá, cũng rất rẻ, đôi khi còn có chiết khấu. Bạch Tiểu Lỗi dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn biết rõ hai tên kia cố ý đến chọc ghẹo. Viên Lão Tam nghe nói như vậy thì không biết nói gì hơn, người phụ nữ kia lại tức giận. Bạch Tiểu Lỗi, có người nói chuyện như anh sao? Cái gì mà phục vụ khá và giá rẻ có chiết khấu? Sao anh lại nói tôi như vậy? Bạch Tiểu Lỗi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ kia, hắn có chút buồn bực. Tưởng thần, tôi nói sai sao? Tôi nói nhà hàng phục vụ tốt, giá rẻ, còn có cả chiết khấu, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Bạch Tiểu Lỗi không đợi người phụ nữ kia kịp đáp lời mà vẫy vẫy tay với một nhân viên phục vụ ở không xa. Tới đây một chút. Tứ thiếu gia, có chuyện gì? Nhân viên phục vụ tiến đến hỏi. Nhớ kỹ, sau này nếu Viên thiếu gia và Tưởng tiểu thư đến nơi này thì nhớ phải tăng giá lên gấp 12 lần. Bạch Tiểu Lỗi phân phó. 12 lần sao? Nhân viên phục vụ chợt ngẩn ngơ, nàng tưởng mình nghe lầm. Đúng vậy, là 12 lần. Bạch Tiểu Lỗi khẽ gật đầu. Vâng, Tam thiếu gia. Nhân viên phục vụ nở nụ cười cổ quái, cuối cùng nàng cũng hiểu, thì ra Tam thiếu gia cố ý gây khó cho đám người kia. Cô gái được gọi là Tưởng thần lại càng tức giận. Bạch Tiểu Lỗi, anh có còn biết xấu hổ không? 12 lần mà cũng gọi là giảm giá sao? À, có ai quy định không được tăng 12 lần? Bạch Tiểu Lỗi hỏi ngược lại. Tưởng thần lập tức chán nản, lúc này Viên Lão Tam lại nói. Bạch Tam thiếu gia, anh làm cho người ta phải nổi giận đấy, Tưởng thần chẳng phải không muốn anh nữa sao? Tôi cướp phụ nữ của anh sao? Cần gì anh phải báo thù riêng, chúng tôi chỉ ăn một bữa cơm mà cho giá đó sao? Viên Lão Tam, không phải cô ấy không muốn theo tôi, là tôi không muốn cô ấy mà thôi, anh cảm thấy thật sự cướp người phụ nữ của tôi sao? Tôi hoan nghênh anh mỗi ngày đều đến đây, tôi sẽ không chú ý. Bạch Tiểu Lỗi thản nhiên nói, những năm này có nhiều người rất nhàm chán, Tưởng thần trước kia quả thật là phụ nữ của Bạch Tiểu Lỗi, sau đó Viên Lão Tam này cãi ra. Điều này còn chưa đáng nói, Viên Lão Tam còn liên tục chạy đến trước mặt Bạch Tiểu Lỗi để khoe khoang, giống như đang mượn cớ này để chứng minh Viên Lão Tam hắn mạnh hơn Bạch Tiểu Lỗi. Nhưng trong thủ đô này ai cũng biết, tuy Bạch Tiểu Lỗi là một người không có tương lai của Bạch gia nhưng dù sao cũng mạnh hơn Viên Lão Tam của Viên gia. Bạch Tiểu Lỗi, anh nói vậy là có ý gì? Cái gì là anh không quan tâm tôi? Rõ ràng là tôi đá đít anh. Tưởng thần lập tức phản bác. Bạch Tiểu Lỗi đang muốn nói gì đó thì âm thanh bất mãn của Hạ Thiên đã vang lên. Tiểu Hắc, phụ nữ xấu như vậy thì nói chuyện làm gì, mau đưa chúng tôi về ngay, tôi rất bận. Vâng, đại ca. Bạch Tiểu Lỗi vội vàng cung kính nói. Ai xấu, mày nói ai xấu, mầu có mắt không, mày. Tưởng thần dùng ánh mắt tức giận nhìn Hạ Thiên rồi mở miệng mắng ầm lên. Bốp, một tiếng tát trong trẻo vang lên. Tưởng thần vuốt gò má nóng bỏng. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Bạch Tiểu Lỗi. Anh dám đánh tôi sao? Bạch Lão Tam, anh dám đánh phụ nữ của tôi sao? Viên Lão Tam cũng cực kỳ tức giận. Tưởng thần, cô mắng tôi không sao, nhưng dám mắng đại ca của tôi cho cô một tát thì cũng coi như nhẹ tay rồi. Bạch Tiểu Lỗi hừ một tiếng, hắn nói xong thì quay đầu nhìn Hạ Thiên. Đại ca, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên đã sớm mất kiên nhẫn, lúc này hắn kéo Mộc Hàm ra ngoài. Mà Bạch Tiểu Lỗi cũng đuổi kịp, không quan tâm đến Viên Lão Tam và Tưởng Thần. Bạch Tiểu Lỗi, khốn kiếp, đại ca của anh không phải là Bạch Đại Sâm sao? Anh nghĩ rằng tôi không biết đại ca của anh là ai sao? Á! Tưởng Thần hổn hển gào lên sau lưng Bạch Tiểu Lỗi, nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì miệng đã bị người ta bịt kín, người ra tay là Viên Lão Tam. Đừng mắng, tiểu tử kia hình như là Hạ Thiên. Viên Lão Tam khẽ nói vài câu bên tai Tưởng Thần rồi buông tay. Cái gì là Hạ Thiên hay Đông Thiên, có gì mà hơn người? Á! Tưởng thần đột nhiên hô lên một tiếng kinh hoàng.
Hạ Thiên sao, có phải là người đã đánh sập của Lý gia? Viên lão tam khẽ gật đầu, hắn hạ thấp âm thanh nói. Em thấy người phụ nữ kia không? Đó là Mộc Hàm, tuy anh chưa từng gặp Hạ Thiên nhưng người cùng thân mật với Mộc Hàm, ngoài Hạ Thiên ra thì chẳng có ai. Mộc Hàm sao? Tưởng Thần chợt sững sờ. Em không nhìn kỹ, trước kia em chưa từng được gặp Mộc Hàm. Tóm lại chúng ta hình như đã sai, Bạch Tiểu Lỗi thật sự đi đúng đường, rõ ràng vào thời điểm này còn nhận Hạ Thiên làm đại ca. Hừ, đợi khi anh truyền tin này ra, để xem tiểu tử kia có dễ chịu không. Khóe miệng Viên lão tam lộ ra nụ cười âm hiểm. Lý gia tuy suy sụp nhưng còn có nhiều người không ưa Hạ Thiên, Bạch Tiểu Lỗi tưởng mình vớ được kho báu sao. Để xem khi đó có khóc lên tiếng không. Vậy anh mau truyền tin ra, tên khốn kia dám đánh em phải báo thù. Tưởng Thần nói với vẻ mặt tức giận. Anh sẽ giúp em báo thù ngay bây giờ. Nụ cười âm hiểm trên miệng Viên lão tam trở thành nụ cười dâm dục, hắn kéo Tưởng Thần đi ra. Bây giờ anh đi chơi phụ nữ của hắn. Anh đấy, xấu lắm. Tưởng Thần lập tức nịnh hót, bộ dạng thục nữ e lệ. Đợi lát nữa còn xấu hơn. Viên lão tam sờ lên mông Tưởng Thần, hắn không phân biệt đây là đâu, rõ ràng đây là một cặp nam nữ cực phẩm. Chương 556, học giỏi võ đánh ngã chồng. Hạ Thiên và Mộc Hàm quay về yêu tinh biệt huyền, khi tiến vào phòng ngủ của tiểu yêu tinh thì phát hiện nàng đang ngủ say trên giường, nhưng tướng ngủ của nàng rất gai mắt, tay chân dang rộng, đồ ngủ cũng tung tóe. Không biết nàng mơ thấy điều gì mà quần lót đáng yêu cũng lộ cả ra, có vẻ khá bắt mắt. Mộc Hàm đang định tiến lên đánh thức tiểu yêu tinh thì Hạ Thiên đã tiến lên vung một tát, tất nhiên bàn tay vỗ trúng mông vỉnh của tiểu yêu tinh. Mộc Hàm không biết nói gì hơn, chồng đúng là có ham mê đặc thù. Rất thích đánh mông người khác, nàng cũng không biết bị đánh mông bao nhiêu lần, bây giờ yêu yêu cũng đi vào vết xe đổ. Hạ Thiên đánh không nhẹ, tiểu yêu tinh bị đau mà giật mình thức tỉnh, nàng nhảy dựng lên rồi mắng lớn. Ai đánh tôi, ai đánh tôi là hacker đệ nhất thế giới, tôi sẽ hack tan máy tính của anh, hack tan điện thoại, hack thẻ ngân hàng, hack tất cả. Tiểu yêu tinh gào lên một lúc, cuối cùng nàng thấy được Hạ Thiên, sau đó bộ dạng có chút kỳ quái. Ủa, chồng, sao anh lại ở đây? Anh đến cũng rất đúng lúc, có người đánh mông em, anh phải giúp em đánh hắn. Mộc Hàm dở khóc dở cười, Hạ Thiên thì trừng mắt nhìn tiểu yêu tinh. Là anh đánh em? Sao? Tiểu yêu tinh lập tức dùng giọng cầu xin nói. Chồng, sao anh lại đánh em? Em xinh đẹp đáng yêu và là hacker đệ nhất thế giới, sao anh lại đánh em? Anh rõ ràng là ngược đãi vợ, như vậy là không phải. Bốp! Hạ Thiên lại vỗ một phát. Á, đau quá. Tiểu yêu tinh nhanh chóng khóc lên, nàng vừa trở thành hacker đệ nhất thế giới, nàng đang hưởng thụ sự tịch mịch vô cùng, nhưng bây giờ nàng phát hiện mình chẳng phải là độc cô cầu bại, chồng nàng mới là vô địch. Chồng, đừng đánh yêu yêu nữa. Mộc Hàm dùng ánh mắt đau lòng nhìn yêu yêu, nàng nhịn không được phải khuyên nhủ. Đúng vậy, chồng thích đánh mông thì cứ xài hàng của chị Hàm đi. Tiểu yêu tinh lầm bầm. Mông của chị Hàm to hơn của em, đánh vào sẽ sướng hơn. Mộc Hàm lập tức nổi giận, yêu yêu chết tiệt, dám nói vậy mới mình. Hạ Thiên cảm thấy lời của tiểu yêu tinh là rất đúng, đánh Mộc Hàm thì sướng tay hơn. Chồng, sao anh lại đánh em? Tiểu yêu tinh lúc này lại mở miệng, nàng vẫn không buông tha chuyện vừa rồi. Em nào có làm gì sai? Bây giờ em là hacker đệ nhất thiên hạ, anh phải ban thưởng mới đúng chứ? Ai bảo vừa rồi em không nhận điện thoại của anh? Hạ Thiên bất mãn nói. À, chồng vừa điện thoại cho em sao? Tiểu yêu tinh có chút kỳ quái, sau đó nàng lấy điện thoại ra xem. Đúng rồi, anh điện thoại cho em làm gì? Có phải em tạo ra con virus gì đó tên là tiểu yêu tinh nhàm chán không? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, em đang rất nhàm chán. Tiểu yêu tinh thừa nhận. Công ty máy tính của chị Hinh dính virus, em nhanh chóng giải quyết ngay. Hạ Thiên không hiểu những thứ này, tất nhiên hắn phải giao nhiệm vụ cho tiểu yêu tinh. À, được rồi, em đi làm ngay. Tiểu yêu tinh nhảy xuống giường, nàng nhanh chóng chạy ra phòng ngủ, nàng rất sợ Hạ Thiên sẽ tiếp tục đánh mông mình. Chồng quá bạo lực, đúng là cuộc sống bi kịch. Tiểu yêu tinh thầm nói một câu, sau đó nàng có một quyết định, xua này tuyệt đối không nên ở cùng chồng, ít nhất cũng kéo theo cả chị Hàm. Như vậy chồng muốn đánh sẽ xài chị Hàm trước, ai bảo chị Hàm mông to. Nếu Mộc Hàm biết rõ ý nghĩ của tiểu yêu tinh thì chắc chắn sẽ cho nàng ăn đòn, tiểu nha đầu này thật sự quá mức.
Đáng tiếc là Mộc Hàm không biết, bây giờ nàng đang năn nỉ Hạ Thiên một chuyện khác. Chồng, cậu dạy võ cho tôi được không? Hạ Thiên có chút kỳ quái. Vợ, học võ làm gì? Nếu là võ sĩ Triệu Thanh Thanh muốn học võ thì Hạ Thiên sẽ chẳng thấy kỳ quái, nhưng Mộc Hàm trước kia không tìm hắn học võ bao giờ, bây giờ lại đột nhiên đề xuất, tất nhiên Hạ Thiên sẽ cảm thấy khó hiểu. Chồng, tôi tiếp nhận lời đề nghị của Mỹ Nhi, sẽ làm tổ trưởng địa tổ. Mộc Hàm cũng không giấu ý nghĩ của mình. Tuy sau khi cậu giúp tôi tẩy tủy thì thân thủ mạnh hơn trước nhưng vẫn chưa nhất định đánh thắng đám người địa tổ, nếu bây giờ tôi đến địa tổ thì chắc chắn sẽ không có uy vọng. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu mình lợi hại hơn thì ít nhất cũng làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. Vợ, nếu bọn họ không phục thì tôi sẽ đánh cho một trận. Hạ Thiên không quan tâm. Như vậy cũng không tốt, vẫn là chính mình ra tay thu phục thì tốt hơn. Mộc Hàm kéo cánh tay Hạ Thiên, giọng điệu nũng nịu. Chồng, cậu dạy tôi đi, dù sao bây giờ cũng không có gì làm. Mộc Hàm làm nũng rất có lực sát thương, vì vậy mà Hạ Thiên đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng. Sau đó nguyên buổi triển hắn giúp Mộc Hàm luyện võ, nàng đã được học phiêu miểu bộ rồi lại được tẩy tủy tăng công lực, thật ra cơ sở là tương đối tốt, hơn nữa nàng cũng đã từng cùng Liễu Mộng và Triệu Thanh Thanh học được khá nhiều chiêu thức hay, chẳng qua nàng chưa thể đánh ra uy lực lớn nhất mà thôi. Có Hạ Thiên chỉ đạo và bồi dưỡng, tất nhiên Mộc Hàm sẽ tiến triển rất nhanh, nhưng buổi chiều cũng không chỉ có Mộc Hàm học võ, có cả Tiểu Yêu Tinh. Tiểu Yêu Tinh không biết đã giải quyết vấn đề virus thế nào. Ngay sau đó cũng chạy đến tham gia náo nhiệt. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm luyện võ rất vui vẻ thì Tiểu Yêu Tinh vô dịch hacker cũng có thêm một ý nghĩ mới, nàng quấn lấy Hạ Thiên muốn học võ công. Vợ muốn luyện võ, tất nhiên Hạ Thiên sẽ dạy, lúc bắt đầu học thì Tiểu Yêu Tinh rất bỏ khá nhiều tâm sức, nàng luyện võ với một ý nghĩ, đó là đánh ngã chồng. Tiểu Yêu Tinh vốn rất nhàm chán nhưng bây giờ có thêm một mục tiêu vĩ đại, vì vậy nàng đột nhiên cảm thấy không còn nhàm chán. Hạ Thiên thì cảm thấy cuộc sống không tồi, ban ngày có thể dạy vợ học võ, ban đêm có thể thực chiến với vợ, đánh nhau trên giường, kiểm nghiệm hiệu quả học tập. Cũng vì vậy mà sau khi dùng cơm tối xong thì Hạ Thiên đã muốn kiểm nghiệm thành quả học tập của vợ, nhưng sự việc không đơn giản như những gì người ta toan tính, đúng lúc này có người điện thoại tìm hắn. Hạ Thiên có chút khó chịu, bên kia truyền đến tiếng thở dốc. Hạ Thiên, cứu, cứu tôi. Đó là âm thanh của một người đàn ông. Hạ Thiên cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn gần đây không có hứng với đàn ông, vì vậy hắn không nghe ra âm thanh của đối phương là ai, vì thế mà nhịn không được phải hỏi. Anh là ai? Chương 557, Tô Tiểu Sán gặp rủi ro. Tôi là Tô Tiểu Sán, đang ở phòng 801 khách sạn Tô Thị Liên Tỏa. Bên kia truyền đến một âm thanh có chút đau đớn. Tôi sắp không chịu được nữa, cậu đến mau, cứu tôi với, á. Bên kia truyền đến một tiếng thét vang, sau đó điện thoại bị cắt đứt. Tô Tiểu Sán sao? Hạ Thiên không khỏi thầm nói. Giọng điệu của người này sao lại kỳ quái như vậy? Chồng, sao vậy? Mộc Hàm khẽ hỏi. À, Tô Tiểu Sán giống như sắp chết đến nơi, muốn tôi đi cứu anh ta. Hạ Thiên suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Thôi được, hay là cứu anh ta cái đã, nếu không người ta sẽ đổ lỗi cái chết lên đầu tôi. Vậy anh ta đang ở đâu? Mộc Hàm vội hỏi. À, đang ở khách sạn Tô Thị Liên Tỏa, vợ biết ở đâu không? Hạ Thiên hỏi. Mộc Hàm còn chưa trả lời thì Tiểu Yêu Tinh đã nói. Em biết, chồng, em đưa anh đi. Anh không đưa em đi. Hạ Thiên nói một câu như vậy. Tiểu Yêu Tinh lập tức buồn bực. Vì sao? Hạ Thiên không trả lời Tiểu Yêu Tinh, hắn kéo Mộc Hàm bước đi. Vợ, chúng ta đi thôi. Dựa vào cái gì? Chị Hàm chẳng phải chỉ có dáng người tốt hơn em thôi sao? Đi cứu người nào so sánh dáng người? Đúng là bất công xã hội. Tiểu Yêu Tinh bất mãn lầm bầm. Đáng tiếc là dù Tiểu Yêu Tinh có bất mãn cũng vô dụng, rõ ràng Hạ Thiên thích đi cùng với Mộc Hàm, ai bảo Tiểu Yêu Tinh còn quá nhỏ, vẫn chưa đủ độ chín. Á, em muốn đi cứu người. Khi thấy Hạ Thiên và Mộc Hàm rời khỏi Yêu Tinh biệt uyển, Tiểu Yêu Tinh vội vàng chạy căm giận chạy lên lầu 3. Nàng muốn hách một mớ máy tính. Nhưng nàng vừa chạy được nửa đường thì quay về. Không đúng, mình phải luyện võ, mình là thiên tài, mình nhất định sẽ lợi hại hơn cả chồng. Luyện võ cho tốt, chờ thời ngược đãi chồng. Tiểu Yêu Tinh bắt đầu luyện phiêu miểu bộ, đồng thời trong lòng cũng ảo tưởng tình cảnh ngược đãi Hạ Thiên sau này. Khách sạn Tô Thị Liên Tỏa là một sản nghiệp lớn của Tô gia ở thủ đô,
nếu xét toàn thể thủ đô thì khách sạn này chẳng là gì, toàn thủ đô cũng chỉ có một khách sạn như vậy, nhưng nếu xét theo phạm vi cả nước thì cũng có hơn vài trăm khách sạn Tô Thị liên tỏa, vì vậy có thể nói là có chút danh tiếng. Hạ Thiên không biết vị trí cụ thể của khách sạn Tô Thị liên tỏa nhưng Mộc Hàm lại biết, trước đó khi nàng đến thành phố Giang Hải đã từng điều tra về tình huống của Tô Gia, tất nhiên nàng cũng biết vị trí khách sạn của Tô Gia ở thủ đô. Mộc Hàm đưa Hạ Thiên đến ngoài phòng 801 của khách sạn Tô Thị liên tỏa, Mộc Hàm đang định gõ cửa thì Hạ Thiên đã đá văng cửa phòng, sau đó một tình cảnh máu me hiện ra. Mộc Hàm cảm thấy không ổn, Hạ Thiên cũng lách mình tiến vào, sau đó hắn thấy Tô Tiểu Sán đang ngồi dưới giường, hai đùi đã nhuộm đỏ máu, trên tay hắn là một con dao gọt trái cây. Lúc này hắn đang nâng dao đâm vào đùi mình. Hạ Thiên vung tay cướp lấy con dao, sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói. Này, để tôi đến cứu, sao lại lấy dao chọc vào người, anh có bệnh sao? Tô Tiểu Sán nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì ngẩng đầu, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt tan rã, dù ai nhìn cũng cảm thấy không bình thường. Hạ Thiên, cậu đã đến rồi, tôi sợ không chịu đựng được vì vậy mới chọc mình vài dao, như vậy. Như vậy có thể thanh tỉnh hơn. Tô Tiểu Sán nở nụ cười sâu thẳm. Tôi bị nghiện, cậu nhất định có biện pháp giúp tôi, có phải không? Tôi biết rõ cậu nhất định sẽ làm được, y thuật của cậu không gì không làm được. Tô Tiểu Sán không kịp nói thêm điều gì vì Hạ Thiên đã dùng kim châm lên người hắn, sau đó Tô Tiểu Sán chợt hôn mê. Hạ Thiên cầm máu cho Tô Tiểu Sán, sau đó bắt đầu xem xét tình huống. Người này đúng là đã nghiện ma túy. Hạ Thiên lầm bầm. Mộc Hàm không khỏi hỏi một câu. Chồng, vậy cậu có biện pháp không? Tất nhiên là có, chồng chỉ có gì mà không làm được. Hạ Thiên dõng dạc nói. Chất độc này thấm sâu rất phiền toái, anh ta bị nhiễm mới chỉ vài ngày rồi, muốn giải độc cũng khá dễ. Hạ Thiên có chút buồn bực, chỉ vài ngày không gặp mà Tô Tiểu Sán đã đến thủ đô, hơn nữa còn bị nhiễm độc. Nhưng Hạ Thiên cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định chữa tốt cho Tô Tiểu Sán trước rồi nói sau, đến lúc đó có hỏi cũng không muộn. Tuy hắn nói nhẹ nhàng nhưng giải độc cũng không dễ, hắn trị liệu hơn 10 phút. Còn thương thế trên đùi Tô Tiểu Sán, đừng nhìn nhiều máu mà đáng sợ, thật ra chỉ là những vết thương ngoài da. Tuy Tô Tiểu Sán dùng dao đâm mình, nhưng trừ khi là người chết, chứ không chẳng ai đâm mình mà nhẹ tay một chút. Tô Tiểu Sán cũng giống vậy, vì thế vết thương ở chân là không nặng, chỉ cần cầm máu sẽ không có vấn đề. Tô Tiểu Sán đã tỉnh lại, tuy vẻ mặt vẫn còn hơi tái nhưng đã khá hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt cũng không tan rã. Tôi khỏe rồi sao? Tô Tiểu Sán cảm thấy mình cũng không cảm thấy mình có khát vọng mãnh liệt với ma túy, lúc này cơ thể và tinh thần đã khá hơn, vì vậy mà rất khó tin. Tô Tiểu Sán vốn muốn tìm Hạ Thiên để làm cho ngựa chế thành ngựa sống, hắn không muốn mình bị ma túy khống chế, nhưng hắn cũng hiểu đã nghiện ma túy là khó thể trị tận gốc. Dù Hạ Thiên là thần y cũng chưa chắc chữa được thứ quái quỷ này, vì thế đến bây giờ hắn vẫn còn có chút khó tin. Nói nhảm, tất nhiên là không có gì. Hạ Thiên tức giận nói. Này, sao mới vài ngày mà anh đã nghiện thuốc rồi? Lần trước ở bữa tiệc từ thiện anh vẫn còn tốt mà. Vẻ mặt Tô Tiểu Sán có hơi ảm đạm, khoảnh khắc này cũng có chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau Tô Tiểu Sán mới cười khổ nói. Diệp Mộng Vân kia ám hại tôi. Diệp Mộng Vân. Hạ Thiên có chút kỳ quái. Người phụ nữ kia cũng ở thủ đô sao? Tô Tiểu Sán khẽ gật đầu. Không chỉ có mình cô ta, Diệp Thiếu Kiệt cũng đã đến đây. Hai ngày trước anh em bọn họ không thể ở lại Giang Hải, vì vậy mà chạy đến thủ đô. Vài ngày trước quán bar của tôi xảy ra chuyện, tôi tự mình đến thăm rồi gặp Diệp Mộng Vân, sau đó bị cô ta ám hại, vì vậy mà nhiễm ma túy. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Tô Tiểu Sán. Anh cũng quá ngốc, người phụ nữ ngu ngốc như vậy cũng có thể ám hại anh được sao? Vẻ mặt Tô Tiểu Sán có chút xấu hổ nhưng cũng không phản bác, lúc nãy hắn thiếu chút nữa đã xong đời, nếu không có Hạ Thiên thì nửa đời sau không biết phải làm sao, dù Tô gia có tiền cũng không thể nuôi một con nghiện. Đúng rồi, Hạ Thiên, cậu cần phải cẩn thận, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân hình như còn muốn ra tay với Diệp Mộng Oánh. Tô Tiểu Sán đột nhiên nhớ đến một vấn đề, hắn vội vàng nhắc nhở Hạ Thiên. Chương 558, không biết thưởng thức thì sẽ gặp báo ứng. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì chợt nổi giận, hai đứa ngu ngốc kia dám có ý nghĩ ra tay với mỹ nữ tỷ tỷ, đúng là muốn chết. Bọn chúng ở đâu, tôi muốn bắt lại. Hạ Thiên căm giận nói. Tô Tiểu Sán không khỏi có chút chần chừ. Hạ Thiên,
cậu muốn đi tìm bọn họ ngay bây giờ sao? Tất nhiên, kẻ nào dám có ý nghĩ ra tay với vợ tôi đều phải bị tôi xử lý trước. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đương nhiên, hắn cũng không muốn để cho người khác động vào vợ mình mới ra tay, trước tiên phải tiêu diệt mối họa trong trứng nước. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, sau đó hắn mở miệng nói. Vậy thì được, tôi sẽ điện thoại cho Diệp Mộng Vân. Tô Tiểu Sán lấy điện thoại ra bấm số của Diệp Mộng Vân, điện thoại chuyển được rất nhanh, Tô Tiểu Sán ra vẻ đau khổ nói. Mộng Vân, là tôi. Cái kia, xì gà kia, cô còn không? Có, tất nhiên là có, anh muốn bao nhiêu cũng có. Diệp Mộng Vân nhanh chóng nói. Được, vậy cô đưa đến hay tôi đến lấy? Tô Tiểu Sán vội vàng nói. Giọng nói của Diệp Mộng Vân có chút đắc chí. Bây giờ tôi cũng không qua được, thế này đi, nếu anh thật sự muốn thì tự mình đến biệt thự số 9 ở khu biệt thự trung tâm. Tôi sẽ sang ngay. Tô Tiểu Sán có vẻ giống như không chờ đợi được nữa. Tôi sẽ chờ anh đến. Diệp Mộng Vân khẽ cười một tiếng, sau đó nàng cúp điện thoại. Tô Tiểu Sán đặt điện thoại xuống, sau đó hắn nhìn Hạ Thiên. Trước tiên tôi thay quần áo, sau đó tôi sẽ đưa mọi người sang. Được rồi. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn hỏi Mộc Hàm. Vợ, chị biết khu biệt thự trung tâm ở đâu không? Chồng, tất nhiên là biết, thủ đô này căn bản không chỗ nào tôi không biết. Mộc Hàm khẽ nói, nàng vốn là người thủ đô, còn là đặc công Long Tổ, tất nhiên mức độ quen thuộc thủ đô không giống như người bình thường. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi dùng giọng tò mò hỏi. Chồng, cậu đột nhiên hỏi điều này làm gì? À, Diệp Mộng Vân ngu ngốc kia đang ở trong biệt thự số 9 khu biệt thự trung tâm. Hạ Thiên trả lời. Biệt thự số 9 khu biệt thự trung tâm sao? Gương mặt Mộc Hàm chợt biến đổi. Chồng, cậu không nghe lầm đấy chứ? Mộc Hàm biết lỗ tai của Hạ Thiên như thuận phong nhĩ, nàng biết rõ Hạ Thiên đã nghe được những lời đối thoại giữa Tô Tiểu Sán và Diệp Mộng Vân. Nhưng nàng vẫn nghi ngờ hắn nghe lầm. Đét! Hạ Thiên mất hứng vỗ vào mông Mộc Hàm, lần này hắn ra tay tương đối nhẹ, vợ dám nghi ngờ lỗ tai của hắn, cần phải đánh mông. Mộc Hàm không nói gì nữa, nếu hỏi lại thì sợ rằng sẽ bị đòn, dù nàng cảm thấy chồng vỗ mông vợ là bình thường, nhưng cũng không muốn bị vỗ mông trước mặt người khác. Nàng cảm thấy những chuyện như vậy phải là bí mật của vợ chồng, may mà lúc này Tô Tiểu Sán vào phòng thay quần áo, nếu không thì cũng không biết phải làm sao. Tô Tiểu Sán nhanh chóng thay quần áo đi ra, bộ dạng rất sạch sẽ đẹp đẽ. Nửa giờ trước dù ai cũng có thể thấy Tô Tiểu Sán là một kẻ nghiện khó cứu, nhưng bây giờ bộ dạng đã đường đường chính chính, là một bạch mã vương tử giảm béo thành công. Diệp Mộng Vân thật sự đã nói mình đang ở biệt thự số 9 khu trung tâm. Tô Tiểu Sán mở miệng, hắn nghe được những lời đối thoại vừa rồi của hai người, lúc này mở miệng xem như chứng thực lời nói của Hạ Thiên. Vậy thì có chút kỳ quái. Mộc Hàm khẽ nhíu mày. Đây chẳng phải là nơi ở của Lâm Tử Hào sao? Là chỗ ở của Lâm Tử Hào à? Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Tô Tiểu Sán càng khó hiểu. Lâm Tử Hào không phải đã ngây ngốc rồi sao? Diệp Mộng Vân sao lại ở trong biệt thự của Lâm Tử Hào? Tô Tiểu Sán khó hiểu, hắn cũng đặt nghi vấn với câu nói của Mộc Hàm, vì hắn biết rõ nếu đó là biệt thự của Lâm Tử Hào, nếu người này còn bình thường thì Diệp Mộng Vân ở đó cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng vấn đề là Lâm Tử Hào đã ngây ngốc, một kẻ ngây sao có thể dùng biệt thự của mình để chiêu đãi khách. Chẳng lẽ Lâm gia đã có người chiếm biệt thự của Lâm Tử Hào? Mộc Hàm lẩm bẩm nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy làm gì cho mệt, đi xem là biết ngay. Hạ Thiên cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Được, đi thôi. Mộc Hàm khẽ gật đầu. Ba người nhanh chóng rời khỏi khách sạn. Tô Tiểu Sán có xe để dùng nhưng không biết khu biệt thự trung tâm ở nơi nào, vì vậy giao nhiệm vụ lái xe cho Mộc Hàm. Trên đường đi đến khu biệt thự trung tâm, Hạ Thiên nhàm chán nên hỏi Tô Tiểu Sán xem vì sao phải nhiễm ma túy. Tô Tiểu Sán có chút chần chừ, cuối cùng cũng nói ra. Vì có câu anh hùng không qua được cửa ải mỹ nhân, tuy Tô Tiểu Sán không phải là anh hùng nhưng Diệp Mộng Vân tốt xấu gì cũng là một người đẹp, hơn nữa trước đó hai người còn có tình cảm. Tình cũ không rũ cũng tới. Vì vậy Tô Tiểu Sán không thể bước qua cửa ải của Diệp Mộng Vân. Đàn ông có đôi khi là như vậy, dù tình cảnh Diệp Mộng Vân và Lý Minh Hiên cùng với nhau vẫn làm cho Tô Tiểu Sán cực kỳ phẫn nộ, nhưng khi nàng cởi sạch tất cả đứng trước mặt thì Tô Tiểu Sán cũng lựa chọn như đa số đàn ông bình thường. Sau khi hai người hoạt động với nhau, Diệp Mộng Vân lấy từ trong bóp ra một điếu xì gà cho Tô Tiểu Sán, mà Tô Tiểu Sán cũng không có gì nghi ngờ.
vì Diệp Mộng Vân biết hắn thích xì gà, chuẩn bị xì gà cho hắn cũng không có gì kỳ quái. Nhưng nếu xì gà bị người ta động tay động chân, bên trong có lẫn ma túy, Tô Tiểu Sán vì vậy mà nghiện. Sau khi xác nhận Tô Tiểu Sán đã nghiện thì Diệp Mộng Vân lập tức trở mặt, nàng bắt đầu mượn cớ để uy hiếp Tô Tiểu Sán phải nhượng khách sạn của Tô gia ở thủ đô cho mình. Hơn nữa Diệp Thiếu Kiệt cũng xuất hiện trước mặt Tô Tiểu Sán, người này vừa ra mặt là đòi tiền, mở miệng là 10 triệu. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng hiểu, mình rơi vào cạm bẫy của anh em Diệp gia. Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân vì bị Diệp Mộng Oánh cường thế mà bây giờ không còn đường sống, kết quả là chú ý đến Tô Tiểu Sán. Hơn nữa khi Tô Tiểu Sán có được cảm giác thuốc phiện mang lại thì còn nghe được lời nghị luận của hai anh em Diệp gia, bọn họ hình như đang tìm cách đối phó với Diệp Mộng Oánh, nhưng hai người này muốn dùng Tô Tiểu Sán, vì Tô Tiểu Sán sẽ được Diệp Mộng Oánh tin tưởng. Điều này làm cho Tô Tiểu Sán ý thức được vấn đề, nếu cứ tiếp tục thì nửa đời sau sẽ bị anh em Diệp gia khống chế. Hắn không thích cuộc sống như vậy vì thế mới yêu cầu sự trợ giúp của Hạ Thiên, mà Hạ Thiên cũng không làm hắn thất vọng, lại cứu hắn về từ địa ngục. Lại thích Diệp Mộng Vân, anh đúng là không có ánh mắt. Hạ Thiên nói một câu không khách khí với Tô Tiểu Sán, sau đó còn nói. Người như vậy thường sẽ gặp báo ứng. Chương 559, giả ngu. Tô Tiểu Sán cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn tự cảm thấy ánh mắt của mình cũng không tệ, nhưng hắn không thể nào phản bác lời nói của Hạ Thiên. Không phải hắn cảm kích Hạ Thiên mà không dám phản bác, chẳng qua hắn chẳng phản bác được. Ai bảo ánh mắt của Hạ Thiên cao hơn hắn rất nhiều, người này tìm được một nhóm vợ, hơn nữa nếu tùy tiện lấy ra một người cũng rất đẹp, căn bản là không phục không được. Chồng, đến rồi. Mộc Hàm lúc này khẽ nhắc nhở, xe cũng đã dừng lại. Trước tiên cho Tô Tiểu Sán xuống, sau đó đi về phía cổng biệt thự. Nhưng Tô Tiểu Sán đang định làm theo thì Hạ Thiên đã lóe người đi theo bên cạnh. Sau đó hắn đạp cửa, một tiếng vang lớn, cánh cửa sụp xuống. Tô Tiểu Sán trợn mắt há mồm, lúc này Hạ Thiên đã kéo Mộc Hàm đi vào. Hắn sử dụng lỗ tai thính của mình mà nghe được trong phòng khách có vài người đang nói chuyện, vì vậy hắn lập tức kéo Mộc Hàm vào phòng khách không chút do dự. Trong phòng khách có ba nam một nữ, rõ ràng đều là người mà Hạ Thiên biết. Ngoài Diệp Mộng Vân và Diệp Thiếu Kiệt thì còn có Cao Danh Dương đã lâu không gặp, người cuối cùng chính là Lâm Tử Hào. Có lẽ vì Hạ Thiên vào quá nhanh không tạo ra âm thanh, hơn nữa phòng khách cũng không có người ngoài nên bốn người bên trong không ai phát hiện Hạ Thiên và Mộc Hàm đã đến, lúc này có một người đang mở miệng. Tiểu Sán phải đến rồi chứ? Người nói không phải là ai khác, chính là Lâm Tử Hào, người được cho là đã ngây ngốc. Lúc này chỉ cần nhìn giọng điệu và vẻ mặt thì khó ai nói hắn là kẻ ngây ngốc. Tôi đã đến. Âm thanh của Tô Tiểu Sán vang lên, lúc này hắn đã tiến vào phòng. Bốn người trong phòng khách chợt quay đầu, sau đó vẻ mặt kẻ nào cũng biến đôi. Hạ Thiên! Diệp Mộng Vân hô lên nghẹn ngào. Kể cả Lâm Tử Hào, trong mắt bốn người đều lóe lên cái nhìn sợ hãi, bốn người này đều đã từng nếm đủ đau khổ trên tay Hạ Thiên, tất nhiên sợ hãi Hạ Thiên phát ra từ tận đáy lòng. Tất nhiên trong mắt bọn họ càng phẫn nộ, bọn họ hận Hạ Thiên là khắc cốt ghi tâm. Đi ra ngoài ngay! Lâm Tử Hào đột nhiên quát lên. Các người xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Chỗ này của tôi không chào đón các người. Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Tử Hào. Này, chú không phải đang giả ngu sao? Lúc này dù là ai cũng có thể thấy Lâm Tử Hào bị ngây ngốc chỉ là giả, thật ra hắn không ngu, nhưng vì sao phải giả ngu? Có lẽ vì quá sợ hãi, sợ bị Hạ Thiên xử lý một cách không có tiếng động. Lâm Tử Hào, mày dám làm tao phải nghiện, đây là ý của mày phải không? Tô Tiểu Sán cực kỳ phẫn nộ. Đối với hắn thì dù là Diệp Thiếu Kiệt hay Diệp Mộng Vân cũng không thể nghĩ ra được biện pháp này. Tôi nói lại lần nữa, đi ra ngoài cho tôi. Lâm Tử Hào lạnh lùng quát. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Này, chú đang giả ngu hay ngu thật rồi? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Tử Hào. Chú dám dùng cảnh sát để hù anh sao? Lâm Tử Hào cười lạnh. Hạ Thiên, đây là thủ đô không phải là Giang Hải, đây là địa phương mày không được phép làm càn. Đừng tưởng rằng ở đây mày có một lãnh băng băng như Giang Hải mà thích làm gì thì làm. Lâm Tử Hào nói đến đây thì quay sang nhìn Mộc Hàm, trong mắt không tự chủ được phải lóe lên cái nhìn ghen ghét. Mộc Hàm, cô phải hiểu cho rõ, đây là thủ đô, mà thủ đô có quy tắc của thủ đô, các người tốt nhất là đi ngay, nếu không tự gánh chịu hậu quả. Một thời gian ngắn không gặp mà Mộc Hàm lại càng thêm quyến rũ, điều này làm Lâm Tử Hào cực kỳ ghen ghét. Hắn biết người phụ nữ mình hâm mộ đã nằm bên dưới Hạ Thiên rất nhiều lần,
nếu không sẽ chẳng thể có được sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành như vậy. Khoảnh khắc này hắn hận không thể băm vằm Hạ Thiên thành tương, đáng tiếc là hắn không làm được, việc hắn cầm làm lúc này chính là giữ tính mạng của mình. Hắn biết rõ Hạ Thiên là kẻ thích làm gì thì làm, hắn chỉ mong đợi Mộc Hàm sẽ biết điều, như vậy nguy cơ sẽ bị giải trừ. Đúng là quá khờ, cái gì mà quy tắc của thủ đô? Chú không biết tất cả đều phải dựa theo quy tắc của anh sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngu si nhìn Lâm Tử Hào. Quy tắc của anh mới là quy tắc, nếu không phải là quy tắc của anh, như vậy không được coi là quy tắc. Mộc Hàm nhìn Lâm Tử Hào, trong mắt không khỏi lóe lên cái nhìn khinh miệt. Anh nói không sai, nơi đây là thủ đô có quy tắc của thủ đô, nhưng chồng tôi còn nói đúng hơn, cậu ta không cần tuân theo quy tắc của thủ đô. Thật ra trước kia Mộc Hàm tuy không có nhiều hảo cảm với Lâm Tử Hào nhưng cũng không quá chán ghét, trước đó nàng là hôn thê trên danh nghĩa của Lâm Tử Hào, chẳng qua đó chỉ là phối hợp kế hoạch với Triệu Công Tử, để cho nàng có được một thân phận công khai ở thành phố Giang Hải mà thôi. Nhưng bây giờ Mộc Hàm biết Lâm Tử Hào giả vờ ngu, vì vậy mà lập tức xem thường. Dù là thế nào thì Lâm Tử Hào cũng là Lâm đại thiếu gia của một trong bốn tiểu gia tộc ở thủ đô, cũng là người có thân phận. Nhưng người này vì mạng sống mà phải giả ngu, rõ ràng không phải là đàn ông. Mộc Hàm, có phải cô muốn tôi báo cảnh sát không? Lâm Tử Hào tức giận nói. Anh có gan báo cảnh sát sao? Mộc Hàm khẽ hừ một tiếng. Nếu anh muốn tự thú thì được, vì trong này hình như không thiếu ma túy thì phải. Mộc Hàm nói như vậy chỉ là dự đoán, nhưng nàng dự đoán như vậy cũng là bình thường. Diệp Mộng Vân đã dùng ma túy gây nghiện cho Tô Tiểu Sán, hơn nữa còn ở đây. Như vậy nói rõ ma túy xuất phát từ đây. Vấn đề có bao nhiêu, Mộc Hàm cũng khó thể khẳng định. Đám người Lâm Tử Hào nghe Mộc Hàm nói như vậy thì vẻ mặt càng thêm khó coi. Khi thấy phản ứng của đám người Lâm Tử Hào thì Mộc Hàm hiểu mình đã đoán đúng, chỗ này không những có ma túy, sợ rằng cũng có không ít. Mộc Hàm, cô đừng ngậm máu phun người. Lâm Tử Hào lại mở miệng, hắn quát lên nghiêm nghị. Nói lời phải có chứng cứ. Lâm Tử Hào vừa mới dứt lời thì Hạ Thiên đã biến mất. Đám người Lâm Tử Hào cảm thấy rất nghi hoặc, tên khốn kia chạy đi đâu rồi. Ngay cả Tô Tiểu Sán cũng có chút mơ hồ, đồng thời cũng có chút lo lắng, Hạ Thiên sẽ không đột nhiên chạy mất chứ. Mộc Hàm cũng không lo lắng Hạ Thiên sẽ bỏ chạy, nàng còn ở đây, chống sao có thể vứt bỏ nàng. Tuy nàng có ở lại đây một mình cũng không cần sợ đám người Lâm Tử Hào, nhưng nếu vứt vợ bỏ chạy thì rõ ràng không phải là tác phong của Hạ Thiên. Khi đám người còn đang nghi hoặc thì bóng người lại lóe lên, Hạ Thiên xuất hiện trước mặt mọi người, trên tay hắn có một chiếc túi, hắn cầm túi quơ quơ trước mặt Lâm Tử Hào. Này, tên ngu, chú nói đến căn cứ, có phải là thứ này không? Chương 560, nuốt ma túy. Vẻ mặt đám người Lâm Tử Hào càng thêm trắng bệch, Hạ Thiên đang cầm trên tay một bọc trắng, nhìn thì thấy bên trong giống như bột mì nhưng ai cũng biết đây không phải là bột mì, cũng không phải là thứ bột gì khác, chính là ma túy. Nhưng Lâm Tử Hào không thể nghĩ ra, mình giấy vào một chỗ bí mật như vậy, Hạ Thiên chưa từng đến đây, sao hắn có thể tìm được ma túy giấu ở đâu? Hắn không phải tìm được, đây chính là thứ mà hắn chuẩn bị trước, hắn muốn hãm hại mình. Trong đầu Lâm Tử Hào chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, sau đó hắn lập tức trấn tĩnh trở lại. Hạ Thiên, mày cho rằng sử dụng một bao bột mì có thể hù được tao sao? Dù trong tay mày không phải là bột mì. Thật sự là ma túy cũng chỉ có thể chứng minh là mày mang đến, không có liên quan gì đến tao, mày cảm thấy như vậy có thể tố cáo được tao sao? Bây giờ mày có thể báo cảnh sát, để xem cảnh sát có bắt được tao không? Lâm Tử Hào dùng giọng không nhanh không chậm nói, hắn đột nhiên có một niềm tin, nếu chơi tâm kế thì Hạ Thiên chẳng phải là đối thủ của hắn. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh bỉ. Chú thật sự cho rằng chỉ có nhiều đây ma túy thôi sao? Mộc Hàm cũng biết Lâm Tử Hào đang chống chế. Với phong cách của Hạ Thiên thì sẽ chẳng bao giờ chống chế. Vậy mày muốn làm gì? Muốn dùng nó để uy hiếp tao sao? Lâm Tử Hào cười lạnh. Hạ Thiên, mày có phải quá ngây thơ rồi không? Ai thèm uy hiếp chú? Hạ Thiên ngáp một cái. Chú cho rằng anh nghĩ như vậy sao? Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi. Mày muốn làm gì? Xử lý chú. Hạ Thiên lười biếng nói. Chú đã thích giả ngu, anh sẽ cho chú chính thức ngu. Hạ Thiên vừa nói dứt lời thì phóng về phía Lâm Tử Hào, trên tay cũng có một cây ngân châm, hắn dùng tốc độ không ai nhìn thấy được đâm 10 châm lên người Lâm Tử Hào, sau đó hắn lùi đến bên cạnh Mộc Hàm. À, lúc này chẳng ai cứu chú được nữa, chú coi như cả đời ngây ngốc.
Hạ Thiên nhìn Lâm Tử Hào, hắn dùng giọng thỏa mãn nói. Lâm Tử Hào không nói gì, hắn chỉ cười ngây ngô với Hạ Thiên. Lâm thiếu gia, Lâm thiếu gia. Vẻ mặt Cao Danh Dương chợt biến đổi, hắn vội vàng nói vài câu với Lâm Tử Hào, nhưng Lâm Tử Hào giống như không nghe thấy gì, bộ dạng vẫn ngây ngốc, thậm chí khóe miệng cũng chảy dãi. Lần này dù là Cao Danh Dương hay Diệp Thiếu Kiệt, Diệp Mộng Vân, Mộc Hàm và Tô Tiểu Sán cũng hiểu một điều, Hạ Thiên nói không sai, Lâm Tử Hào đã chính thức ngây ngốc. Tô Tiểu Sán cũng không đồng tình với Lâm Tử Hào, Mộc Hàm thì lại càng không, mà ba người Cao Danh Dương, Diệp Thiếu Kiệt và Diệp Mộng Vân thì trong lòng chẳng ó đồng tình mà sợ hãi, vì bọn họ sinh ra một dự cảm, sau Lâm Tử Hào thì chính là bọn họ có kết cục như vậy. Hạ Thiên, mày muốn thế nào? Giọng điệu của Diệp Mộng Vân có chút run rẩy. Hạ Thiên chợt an ủi một câu. Các người yên tâm, tôi sẽ không làm cho các người trở nên ngây ngốc. Hạ Thiên, mạng của tôi trong tay cậu, tôi sẽ nói những chuyện đêm nay cho cậu. Cao Danh Dương vội vàng nói, hắn đã tìm được cơ hội níu kéo tính mạng. Diệp Thiếu Kiệt còn dùng giọng ngoài mạnh trong yếu nói với Hạ Thiên. Nếu mày giết chúng tao, mày sẽ đừng hòng trốn thoát. Đừng lo, anh không giết các chú. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Các chú chỉ ăn ma túy mà thôi. Ăn ma túy. Cao Danh Dương nhìn Hạ Thiên túi ma túy trong tay Hạ Thiên, vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Mày muốn gì? Này, các chú chia nhau ra ăn đi, thế nào? Hạ Thiên giơ túi ma túy lên hỏi ba người. Không, không cần, tôi không muốn ăn thứ này. Diệp Mộng Vân thét lên, nàng đột nhiên chạy ra ngoài cửa như kẻ điên, sau đó còn gào lên. Cứu mạng. Diệp Mộng Vân chợt khựng lại, nàng không thể chạy ra khỏi phòng khách, nàng chợt đứng ngây như bức tượng, thân người vẫn còn duy trì tư thế bỏ chạy. Sao không biết tự giác? Hạ Thiên có chút bất mãn. Nếu để anh tự ra tay thì phiền phức lớn. Hạ Thiên vừa nói vừa đổ gần nửa túi bột vào miệng Diệp Mộng Vân, sau đó hắn vỗ vai nàng vài cái, tất cả bột ma túy vào bụng Diệp Mộng Vân. Cuối cùng hắn quay sang nhìn Diệp Thiếu Kiệt và Cao Danh Dương, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Hai người tự ra tay hay để tôi? Không, không cần làm như vậy. Cao Danh Dương cuối cùng cũng không thể tiếp tục giả vờ nhã nhặn, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ, trong giọng nói tràn ngập hương vị buồn bã. Hạ Thiên, dù sao cậu cũng đã ra tay với tôi sẽ ra nước ngoài, chỉ cần cậu tha cho tôi sẽ chẳng làm gì liên quan đến cậu nữa. Trước nỗi sợ hãi, Cao Danh Dương đã từng là tứ thiếu gia Giang Hải cũng phải trở thành kẻ đáng thương cầu xin tha mạng. Hạ Thiên, tao là người Diệp gia, mày giết tao, như vậy mày sẽ là kẻ thù của Diệp gia. Diệp Thiếu Kiệt cũng cực kỳ hoảng sợ, khi thấy cảnh ngộ của Diệp Mộng Vân thì hắn thầm cảm thấy may mắn, hắn biết nếu mình nuốt nhiều đó ma túy thì khó thể sống được. Hạ Thiên nhìn Diệp Thiếu Kiệt rồi lười biếng nói. Anh không ngại làm kẻ thù của Diệp gia, chỉ cần mỹ nữ tỷ tỷ không phải là kẻ thù của anh là được, chú muốn hại mỹ nữ tỷ tỷ, tất nhiên anh phải xử lý chú. Hạ Thiên quay đầu nhìn Cao Danh Dương rồi nói. Chú cũng không còn giá trị với anh, vì vậy chú cũng nuốt đi là vừa. Hạ Thiên nói xong thì ra tay, hai người kia không thích tự làm thì hắn chỉ còn cách tự mình vất vả một chút. 10 giây sau Hạ Thiên đã hoàn tất công tác, hắn không ngừng rót ma túy vào bụng hai tên kia, hơn nữa còn cho cả đám không thể cử động và nói chuyện, chỉ biết đứng yên. Đám người luôn gây khó cho anh, bây giờ ăn vào, đứa nào sống được thì xem như may mắn. Hạ Thiên lầm bầm nói. Sau đó hắn kéo tay Mộc Hàm. Vợ, chúng ta đi thôi. Ừ. Mộc Hàm rất bình tĩnh, tuy nàng chưa từng cho ai ăn ma túy nhưng trước nay cũng từng xử lý vài người vì nhiệm vụ. Tô Tiểu Sán thì có chút kích động, tình cảnh vừa rồi làm hắn cảm thấy chấn động quá lớn. Này thằng ngây, chú chậm rãi ở lại chơi đùa nhé. Trước khi đi Hạ Thiên cũng bắt chuyện với Lâm Tử Hào, mà Lâm Tử Hào thì đang cười ngây ngô, giống như không nghe rõ lời nói của Hạ Thiên. Khi thấy Tô Tiểu Sán còn đứng sững sờ thì Hạ Thiên có chút bất mãn. Này, anh không đi, chẳng lẽ thích như bọn họ sao? À, đi ngay. Tô Tiểu Sán cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, tuy có chút bất an nhưng vẫn tranh thủ chạy về phía Hạ Thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 560.